Chương 340, Cuộc chiến phòng thủ Trên chiến trường bên trên Thiên Lam Thành, gần ngàn người kịch chiến. Theo thời gian trôi qua, nhân số tử vong tăng lên, từng thân xác không hoàn chỉnh từ giữa không trung rơi xuống. Phạm vi giao chiến vốn nên thu nhỏ, nhưng chẳng những không phải, ngược lại phạm vi càng lớn thêm chút. Bởi vì nơi này là Thiên Lam Thành, nơi này tồn tại số lượng mang tộc nhiều đến khó thể tưởng tượng trên trời chỗ giao chiến so với toàn chiến trường thì thật là quy mô nhỏ đến không đáng kể thật nhiều vu tộc tử vong không chỉ vì nơi này là sân nhà mang tộc sơ vu không ngừng gia nhập cho nên dù bên vu tộc ngày càng ít mà quy mô thì hơi mở rộng nhưng chiến tranh nơi đây chỉ là một phần trận đấu quy mô nhỏ trọng điểm không phải nơi đây mà là trong khói đen trên cao tiếp bây giờ trong khói đen tiếng nổ đi đùng xuất hiện bốn mang tượng cao to bốn mang tượng rõ ràng thuộc về bốn cường giả mang hồn mang tộc Mang tượng này nhìn không phải thực chất, hơi hư ảo, như có gió thổi qua liền tán đi, nhưng đây chỉ là tưởng tượng mà thôi, mang hồn cảnh có thể ngưng tụ ra mang tượng. Loại năng lực này khiến mang hồn cảnh mạnh mẽ không phải tế cốt có thể kháng cự. Có thể giết mang hồn cảnh, trong tiềm thức của mọi người chỉ có mang hồn cảnh, chiến đấu trong khói đen đã tới mức kịch liệt nhất. Bên dưới giữa không trung, trận chiến mang vu cũng sắp tới cuối. Từng tên vu tộc lần lượt chết đi từng mảnh thú bị chúng triệu hoáng ra cũng ngã gục, quần áo tô minh biến thành màu máu, nhìn thoáng qua có thể thấy ra màu vốn có của quần áo không phải là đỏ, vẫn cảm giác được quần áo mang đến vết chóc điên cuồng ghê gớm, đặc biệt trong mắt tô minh, mắt trái bình tĩnh và mắt phải đỏ máu. Mái tóc dài đen bay phất phơ, kiếm quan xanh vòng quanh, còn có con rối mặt nát quần áo tả tơi đi theo sau hắn, đây trở thành trong trận đấu quy mô nhỏ, mọi người đều chú ý tới thân hình lạ lùng đó. Bởi vì thân hình đi qua đâu, dù là vô tộc có tu vi cỡ nào đều sẽ chết thê thảm. Dù là người ương vu vô tộc, cũng thường khó tránh khỏi cái chết khi người ấy nâng lên tay phải, vòng tay ở cổ tay hóa thành khói đen lượng lờ. Đó là khí thế gần như vô địch, sát khí bởi vì giết quá nhiều người mà hình thành. Bộ đồ máu như ngưng tụ thật nhiều hồn, khiến Tô Minh tất bước có tiếng rền rỉ rít gào lượng lờ bốn phía. Rất nhiều người nhớ kỹ thân ảnh ngày hôm nay. Trừ khí thế vô địch ra, bởi vì hắn xuất hiện thường cứu được một sinh mệnh, mạng của mang tộc, hắn thói quen im lặng. Trên chiến trường, Tô Minh không rống gầm, không cười cuồng ngạo. Hắn luôn im lặng, luôn giết chóc. Bây giờ Tô Minh thân thể xuất hiện đằng trước một vu tộc. Vu nhân vừa thấy hắn thì sắc mặt biến đổi, vội vàng lùi ra sau, gã chính mắt thấy Tô Minh ra tay ba lần, mỗi lần đều là bên mình chết. Trong ba người chết còn có một ương vu có thể so với trung kỳ tế cốt. Nhưng vô nhân này mới lùi ba bước thì dựng đứng lông tơ. Tô Minh như u linh xuất hiện sau lưng gã, nhát kiếm lạnh lùng, khi xoay người rời đi thì con rối Hòa Phong sau lưng âm hiểm cười, Tô Minh đi trong chiến trường này, một đường giết qua. Hắn không biết mình đã giết bao nhiêu người, giáp thần tướng trên người đã tan vỡ mấy lần. Dù có trận pháp phòng ngự, nhưng vẫn không tránh khỏi. Bây giờ áo giáp lần nữa xuất hiện không cách nào tổ hợp trận pháp bên trong dù lực phòng hộ suy yếu nhưng sát khí của tô minh trên chiến trường bị người nhớ kỹ có thể so với giáp vô hình hắn đã nuốt rất nhiều dược vật mới khiến mình đi tiếp được nếu không thì trên chiến trường không phải một chọi một hắn rất khó chống đỡ may là tô minh chuẩn bị không ít dược vật bây giờ hắn xuất hiện sau lưng một phu nhân mạnh đụng ra sau đem phu nhân vốn đã trọng thương bị đụng thành bụi phấn hắn đang định rời đi thì bỗng cựng bước chân hắn chậm rãi quay đầu nhìn ngoài mấy trăm mét trong chiến trường có một người, người này tuổi không lớn, chừng 30 tuổi, trên người trần trụi. Thân hình tràn đầy máu tươi lộ ra cảm giác vạm vỡ, đây là một vu tộc, gã đang túng thân thể một người đàn ông mang tộc, cắn cổ, hút máu tươi. Máu thuận theo thân hình người đàn ông chảy xuống, nhỏ giọt từ khóe miệng, đôi mắt gã lạnh lùng nhìn tô minh, đầu từ vùi vào cổ người đàn ông ngẩng lên, kéo đầu người đàn ông mang tộc tách khỏi thân thể, nâng đầu lên, để máu tí tách rơi vào miệng người đàn ông mang tộc chết đi, Tô Minh biết người đó. Đó là đồng bạn của Trương Thiên Tháp, người đàn ông lạnh lùng cũng là người thứ nhất nói lời hoan nghênh Tô Minh. Người đàn ông mãi đến lúc chết, trong đôi mắt kia vẫn là lạnh lùng. Tô Minh nhìn hình ảnh đó, nhìn tay trái người đàn ông vu tộc chỉ hướng mình, liếm môi như đang nói lời gì, nhưng thanh âm bị nhấn chìm trong tiếng chém giết. Tô Minh không nghe thấy được, nhưng hắn hiểu ý của người đàn ông vu tộc, bởi vì gã quăng đầu đi, đột nhiên tiến tới Tô Minh tốc độ gã không chậm, như giấy lên gió mạnh rít gào lao thẳng tới hắn. Khi tiến lên, sau lưng gã có những cái bóng biến ảo, mỗi một cái đều rõ ràng là người mang tộc bị gã giết. Trong đó có một cái chính là đồng bạn của Trương Thiên Tháp, những bóng người kia không dưới 20 cái, lượng lờ như âm hồn cùng người này hướng tới Tô Minh, Linh Môi. Con người Tô Minh co rút, tiến lên một bước, giấy lên gió mạnh hơn cuốn tám hướng, lao tới người đàn ông, hai người khoảng cách ngày càng gần lát sau tới khi gần nhau thì mở ra trận chém giết. Người đàn ông ra tay, bốn phía có nhiều oan hồn thét gào đến, những oan hồn này có mang tộc, cũng có vu tộc, chỗ chiến đấu giống Tô Minh ở trên chiến trường không chỉ có một mà là vài chục cái. Hễ vu tộc nào còn sống đến bây giờ thì đều là linh môi, một linh môi nếu đặt ở chỗ không có nhiều người chết thì sức chiến đấu có hạn. Nhưng nếu là trong chiến trường, chết nhiều người thì linh môi sẽ biến cực kỳ cường đại. Đây là thủ đoạn chiến tranh độc đáo của Vu Tộc. Tiếng đùng đùng vang vọng trên chiến trường. Lát sau khi mọi người giao chiến thì đột nhiên khói đen trên bầu trời như bị người xé ra, như có bàn tay to vô hình xé xương trên bầu trời. Tiếng nổ vang vọng, lại thấy giao long toàn thân nổ tung, trong tiếng gào thê lương nó hóa thành xương đỏ, cuốn ông lão Vu Tộc ba hình dạng giống hệt nhau lao thẳng tới đất Vu Tộc. Đó là thuộc về cường giả trong bốn cường giả Thiên Lam Thành trong đó có hai người muốn đuổi theo thì người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm trọng nâng tay ngăn cản các vị tộc hữu đừng đuổi theo dù mục tiêu vu tộc là tiến vào mang tộc nhưng điều kiện là hủy diệt thiên lam thành và chiếm cứ nếu không thì để chúng tiến vào đám lão già cao tầng vu tộc cũng sẽ do dự mặt khác việc này có gì không đúng vu tộc tuyệt cảnh tư thần mỗi nửa năm mới triển khai truyền tống như vậy một lần tại sao chỉ xuất hiện ba tuyệt vu và một thánh thú theo kế hoạch và dự đoán thêm vào chút tình báo vô tộc chỉ có một đôi tuyệt cảnh tư thần chỉ có cơ hội một lần họ nên xuất động lực lượng mạnh hơn mới đúng thiên lam thành chúng ta cũng vì điều đó mà chuẩn bị kỹ càng thế mà hôm nay con mồi không ra không thể sử dụng người đàn ông trung niên nhíu mày ý ngươi là chúng cố ý dụ chúng ta đuổi theo một ông lão mang hồn cảnh lưng còng khàn khàn hỏi việc này người đàn ông trung niên định lên tiếng thì bỗng biến sắc mặt biến sắc còn có ba ông lão bởi vì giờ phút này, trên chiến trường khổng lồ ngoài Thiên Lam Thành, trong tiếng giết liên tiếp trời và đất, trên bầu trời có năm vị trí xuất hiện khe hở như lúc trước ở trên bầu trời Thiên Lam Thành. Nếu chỉ thế thì thôi, sau Thiên Lam Thành, trong phạm vi thuộc về mang tộc, trên bầu trời xuất hiện khe hở nữa, không phải một cái mà là hai cái. Hai khe hở to lớn thêm vào năm khe hở trên bầu trời của vu tộc cùng lấp lóe. Người đàn ông trung niên vẻ mặt âm trầm, nhoáng người lên lao thẳng xuống dưới khe hở vu tộc ở trong mang tộc, làm phiền ba vị. Giọng người đàn ông trung niên quanh quẩn, thân thể gã ở dưới trận chiến trong đám người lấp lóe mấy chục lần, mỗi lần lóe lên là sẽ xuất hiện bên cạnh một linh môi trong vu tộc. Dù là linh môi này thi triển thuật pháp gì, thần thông mạnh cỡ nào khi người đàn ông trung niên một ngón xuyên tráng, lập tức tắt thở, người đàn ông trung niên tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã lấp lóe xuất hiện bên cạnh Tô Minh. Khoảnh khắc gã xuất hiện, Người đàn ông vu tộc đấu với Tô Minh phun máu, thân hình chia năm xẻ bảy, đây không phải do người đàn ông trung niên tạo thành mà Tô Minh chậm rãi hạ xuống ngón trỏ, một bút mang thương, mặt Tô Minh tái nhợt, hít thở dồn dập. Trận chiến này nguy hiểm chỉ mình hắn biết, người đàn ông trung niên liếc Tô Minh một cái, gật đầu, biến mất. Lát sau khi gã xuất hiện ở giữa không trung thì trên chiến trường, tất cả linh môi vu tộc đều chết hết, "Ngươi, ngươi, còn có ngươi, bảy người các ngươi theo ta!" đi tới chiến trường đó. Người đàn ông trung niên chỉ hướng khe hở trên đất mang tộc phía xa, theo ngón tay y chỉ, mọi người xung quanh cùng xé gió lao ra, có ba cường giả mang hồn trên trời dẫn dắt hướng tới hai khe hở, còn có nhiều người hơn bay ra từ thiên lam thành gia nhập. Có hai ông lão áo trắng cùng đi, lúc tiến lên thì không khí dưới chân rung động, sau lưng có mang tượng biến ảo. Hai người này cũng là sơ kỳ mang hồn. Hai người bay lên trời chắp tay với ba người kia, Cùng nghiêm túc tiến lên, Tô Minh không động đậy, bởi vì trong bảy người mà người đàn ông Trung niên giữ lại có hắn, biểu hiện của bảy người các ngươi là ưu tú nhất trong trận vừa rồi. Mấy người khác ta đã gặp qua, ngươi hơi lạ, tên là gì, đến từ bộ lạc hay tông môn nào? Ánh mắt người đàn ông Trung niên như điện, quét qua thân thể bảy người, nhìn hướng Tô Minh, chương 341, đi theo. Đối diện người đàn ông Trung niên mang hồn cảnh, Tô Minh sắc mặt như thường chắp tay cúi đầu, vãn bối là Tô Minh, đến từ Thiên Hàng Tông, Thiên Hàng Tông. Người đàn ông trung niên nhìn kỹ Tô Minh, người Thiên Hàng Tông không quá có khả năng xuất hiện tại đây, họ đều ở ngoài thành chiến đấu trong đất vu tộc. Người đàn ông chậm rãi nói, nhìn Tô Minh, gã chậm rãi nói, thêm vào ánh mắt nghiêm túc, hình thành áp lực vô hình đè ép Tô Minh. Trong khi hai người nói chuyện thì bên cạnh Tô Minh, sáu người bị giữ lại mỗi người toàn thân đẫm máu, chẳng qua đa số là máu của vu tộc sáu người tuổi lớn nhất thì hơn 60, tóc đen xen lẫn bạc, trẻ nhất cũng ba mươi mấy, ánh mắt sáng ngời như ẩn chứa tia chớp. Sáu người này trong trận đấu quy mô nhỏ vừa rồi đều rất nổi bật, giết nhiều vu tộc, cũng ở các góc nhận chú ý, toàn thân đẫm máu là chứng minh tốt nhất cho họ thiện chiến. Trong sáu người có một phụ nữ, trên mặt phụ nữ có ba vết sẹo như bị cào, xé ra khuôn mặt lộ vết sẹo lồi. Người đàn bà đứng ở ngoài rìa, biểu tình lạnh lùng như không muốn tiếp xúc nhiều với người. Vãn bối ở trên đường có việc rời đi, bây giờ đã chạy về. Tô Minh nhìn người đàn ông trung niên, bình tĩnh đáp. Người đàn ông trung niên mang hồn cảnh cho hắn áp lực rất mạnh, nhưng Tô Minh tâm bằng phẳng, không hề trốn tránh, thanh âm đáp lại chẳng chút gợn sóng, ngươi giết bao nhiêu vu tộc. Người đàn ông trung niên chậm rãi hỏi, Tô Minh không đáp mà tay phải thò vào ngực, lấy ra túi trữ vật vung sang bên cạnh, thoáng chốc trong đó bay ra mấy chục cái đầu bay bốn phía, mùi máu tanh tứ tán mỗi cái đầu ẩn chứa biểu tình trước khi chết tốt lắm cho dù ngươi là đạo binh từ đám người thiên hàng tông đến nhưng bây giờ đã chứng minh giá trị của ngươi bắt đầu từ giờ ngươi chính là một thành viên mang tộc thiên lam thành ánh mắt người đàn ông trung niên rơi vào những cái đầu trong đó có một cái đầu người đàn ông linh môi không chết vào tay gã cười nói với tô minh bảy người các ngươi có là thiên hàng tông có là hải đông tông những người khác là chiến sĩ thiên lam thành ta bây giờ mặc kệ các ngươi đến từ đâu bảy người trở thành hộ pháp tùy tòng bổn tọa, cùng ta giết hướng vu tộc. Ánh mắt người đàn ông trung niên lướt qua bảy người Tô Minh, nói đến Thiên Hàng Tông thì gã nhìn Tô Minh, nói đến Hải Đông Tông thì nhìn người phụ nữ mặt bị hủy, bổn tọa là Thiện Hoa, một trong mười hồn xuất Thiên Lam Thành. Trước khi bổn tọa chết, các ngươi hãy đi theo ta. Khi người đàn ông trung niên nói những lời này thì hướng tới vu tộc Thiên Lam Thành, trên bầu trời năm khe hở truyền đến tiếng nổ, bên trong lấp lóe tia sáng âm u như tùy thời sẽ bị mở rộng một nửa. Hai khe hở hướng mang tộc cũng giống thế, bên ngoài khe hở có rất nhiều người mang tộc đang xé gió tới gần, đi theo ta. Người đàn ông trung niên thiện hoa ngẩng đầu nhìn hướng vu tộc, nhán người lên, lập tức dưới chân vặn vẹo sóng gần, lao ra ngoài thẳng hướng tầm mắt trông thấy, phía sau gã, sáu người bên cạnh tô minh cùng lúc bay lên, bao gồm cả hắn, bảy người theo sau thiện hoa tám người đạp không hóa thành tám vệt đỏ rạch phá không gian, xẹt ngang thiên lam thành hùng vĩ, có thiện hoa đằng trước, tất cả bình chướng vô hình của thiên lam thành đều trước tiên mở ra, khiến mọi người chẳng chút tạm dừng đi tới bầu trời bên trên đất vu tộc, giây phút xẹt ngang thiên lam thành hùng vĩ, gió tanh ập vào mặt. Trong ngoài thành trì như là hai thế giới khác nhau, nơi này thuộc về vô tộc, gió tanh hình thành áp lực không nói ra lời khiến tim hắn kìm không được đập nhanh, khí huyết cuồn cuộn, giống như là không thuộc về nơi đây, sẽ không thể chịu đựng được. Tiếng chém giết dùng cách trực tiếp nhất, hóa thành tiếng trùng kích rơi vào tai mọi người bao gồm cả Tô Minh. So với mấy người khác thói quen, đây là lần đầu tiên Tô Minh tham gia trận chiến đất vu tộc. Từng tiếng hét thê lương, từng tiếng gào phẫn nộ, còn có mùi máu khiến hắn khó thể bình tĩnh. Đây là một cuộc chơi, Tô Huynh, đằng trước thiện hoa lao nhanh, bảy người Tô Minh theo sau. Phóng qua mặt đất, nên đón áp lực, ngửi mùi máu, phía bên phải cạnh Tô Minh, trong bảy người có một thanh niên tuổi khoảng 30, thanh niên tóc rối loạn nhưng mắt càng sáng, bên trong có chút hưng phấn, nhìn xem cuối cùng bên nào sẽ thắng trò chơi. Thanh niên liếm môi cười với Tô Minh, trên chiến trường mấy chục vạn người, trên bầu trời tràn ngập bóng dáng giao chiến, có vu tộc, có mang tộc, có mảnh thú. Tám người Tô Minh xẹt ngang, chẳng chút bắt mắt, xông hướng khe hở thứ ba. Nhiệm vụ thứ nhất của các ngươi là theo kịp ta. Giọng thiện hoa truyền đến từ đằng trước, Tốc độ cực mau, chớp mắt đã xa trăm mét. Bảy người Tô Minh lao nhanh theo sau, nhưng khi họ xuyên qua trên chiến trường chưa tới mấy trăm mét thì lập tức ở trước mắt giấy lên gió mạnh ập vào mặt. Đó là một đám mảnh thú cánh lớn gần trăm con. Lưng chúng nó cổng sơ vu vu tộc. Những vu nhân này mặt đều có đồ đằng. Bây giờ theo máu sôi trào toát ra quái dị. Những vu nhân đó đối với Thiện Hoa thì nhỏ bé không đáng kể. Gã không thèm né tránh, xông lên. Tiếng nổ quanh quẩn lập tức có vài chục mảnh thú máu thịt bắn tứ tung, ngay cả vu tộc bên trên cũng chia năm xẻ bảy, nhưng quá trình này chỉ là khoảnh khắc, không thể thấy rõ thiện hoa làm sao ra tay, chỉ có thể thấy xung quanh máu bắn tứ giăng. Tốc độ của thiện hoa không chút tạm ngừng, trực tiếp xuyên thấu qua, nhưng bảy người tô minh không cách nào thoải mái giống thiện hoa. Gần trăm mảnh thú mặc dù chết phân nửa nhưng vẫn còn vài chục con, sau chốc lát tán loạn thì ngưng tụ lại, xông đến bảy người tô minh ta cần là chiến sĩ mang tộc luôn có thể đi theo sau lưng ta. Thiện hoa không ngoái đầu lại, không tạm dừng, nhưng thanh âm vang vọng bên tai bảy người tô minh, gần như giây phút thanh âm vang lên, tiếng chém giết ngập trời, vài chục mảnh thú mang theo khí thế hung ác gầm rống vọt tới. Vu tộc ở trên lưng chúng có mười mấy tên nhảy lên, toàn thân truyền ra tiếng bóc bóc. Thân thể chúng phình ra, gân xanh gồ lên, mạch máu như sắt nổ tung, mắt trái tô minh đỏ rực. Giây phút đám vô nhân và mảnh thú vọt tới thì hắn mạnh bước ra một bước, tốc độ nhanh đến khó hình dung, chỉ khoảnh khắc biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện thì đã ngoài 200 mét. Khi hắn xuất hiện, khóe miệng Tô Minh chảy máu, sau lưng hắn con đường vô hình lao nhanh đến có 4 năm vô nhân, thân thể chúng bây giờ mới bỗng dưng nổ tung, chia năm xẻ bảy. Chúng chết là vì Tô Minh lao nhanh dùng cách phòng hộ bản thân đụng vào tạo thành, Tô Minh không tạm dừng, sau khi xuất hiện thì lại lóe người đi theo thiện hoa phía xa. Giây phút hắn dùng cách này đi theo thì đằng sau hắn, trong sáu người chỉ có ba dùng các cách thoát khỏi đám vu tộc bao vây, lao ra sau đi theo Tô Minh đuổi hướng thiện hoa, nhưng chưa tới 10 giây, khi thiện hoa lần nữa đánh vỡ một đám vu tộc bao vây, trong bốn người Tô Minh có thể theo đi lên lại thiếu một, bây giờ sau lưng thiện hoa chỉ có Tô Minh, người phụ nữ mặt bị hủy, còn có người đàn ông trung niên ở trong đám người đó chẳng chút bắt mắt, ba người lao nhanh, hít thở gấp gáp, hiển nhiên đuổi theo như thế đối với họ không phải chuyện dễ, bây giờ thiện hoa ở phía xa đã xông vào trung tâm chiến trường. Phía trước không xa chính là khe hở thứ ba. Bây giờ khe hở đang không ngừng mở rộng, bên trong có nhiều cái bóng lấp lóe, mơ hồ truyền ra tiếng rống gầm, nếu khe hở và đám tô minh không có chướng ngại, vậy họ rất nhanh có thể đuổi kịp. Nhưng sự thật không phải thế. Có bốn mảnh thú cỡ trăm mét đang từ hướng khe hở lao nhanh hướng họ, thiện hoa mắt chợt lóe, các bước biến mất trước mặt một mảnh thú. Khi gã xuất hiện đằng sau mảnh thú, thân thể con thú khựng lại, toàn thân nhanh chóng khô héo. Ngay cả vu tộc ở bên trên sau khi ngẩn ra, trong mắt không còn ánh sáng sự sống, té xuống đất, con ngươi tô minh co rút. Một đường này hắn thấy thiện hoa ra tay mấy lần, nhưng mỗi lần hắn khó thể thấy thủ đoạn cụ thể. Tất cả đều trông thấy trừ hai chữ quái dị ra, rất khó tìm từ khắc hình dung, người thiện hoa lóe lên, cách khe hở ngày càng gần, nhưng ba người Tô Minh sau lưng gã thì trực tiếp đối mặt ba mảnh thú trăm mét và vu tộc bên trên, trong mắt Tô Minh có kiên quyết. Khi tới gần mảnh thú, Hòa Phong sau lưng hắn từ bỏ sát con rối biến trở về cái bóng trước tiên lao ra. Cùng lúc đó, Tô Minh nâng lên tay phải, một chỉ mang thương, tốc độ nhanh đến cực hạn. Vòng tay trên tay phải của hắn hóa thành khói đen xé gió lao tới trước, tiếng nổ kinh người. Chốc lát sau, khi Tô Minh xẹt qua mảnh thú, hắn phun ra bãi máu, chỗ ngực giáp thần tướng tan vỡ, một gậy gỗ đen bị hàm sơn chung ngăn cản bên ngoài. Nhưng gậy gỗ truyền đến chấn động khiến Tô Minh bị thương, còn về mảnh thú thì nửa người máu thịt tan vỡ, đẫm máu, miệng vết thương có một cái bóng điên cùng hút máu thịt của nó, định khuếch đại ra. Nhưng thân thể mảnh thú quá lớn, cái bóng hơi khó bao trùm hết, chương 342, trá. Còn về vu tộc ở trên lưng mảnh thú thì tất nhiên là nhảy lên, nhưng biểu tình hoảng sợ. Trước mặt gã là một bóng phụ nữ do khói đen hợp thành, đang vòng quanh người gã, hình thành vòng xoáy. Không biết vô nhân thi triển thuật pháp gì mà thân thể tan biến, chạy trốn, bóng phụ nữ không đuổi theo mà đảo vòng quay về trên cổ tay Tô Minh, lại hóa thành vòng tay. Tô Minh không để ý hòa phong mà xoay người bước một bước, lao nhanh hướng thiện hoa. Bây giờ thiện hoa đứng dưới khe hở, ngẩng đầu nhìn cái khe lớn không ngừng kéo dài, biểu tình nghiêm trọng, như đang chờ đợi cái gì. Tô Minh lao nhanh, lát sau đã tới sau lưng thiện hoa, tạm ngừng, hít thở dùng dập, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Khi Tô Minh điều hòa hô hấp thì bên cạnh hắn có gió rít cào. Người phụ nữ mặc sẹo từ hải đông tông đã lao nhanh tới, tạm dừng, cô hộc ra nguồn máu, trên người có nhiều vết thương, đặc biệt là phần bụng máu thịt nhầy nhụa, nhưng biểu tình vẫn như củ lạnh lùng, đứng đó. Cuối đầu lấy một ít nước thuốc bôi trên miệng vết thương. Chỉ có hai người theo kịp ta, vậy các ngươi sẽ thành hộ vệ của ta. Tranh thủ thời gian nửa tiếng cho ta. Thiện Hoa ở đằng trước bỗng nhiên mở miệng, ngoái đầu liếc tô Minh và người đàn bà, nói: Gã xếp bằng ở hư không, mắt nhắm lại. Người đàn bà hơi chau mày nhưng không lên tiếng, cảnh giác nhìn xung quanh. Tô Minh ngẫm nghĩ, hắn không rảnh suy đoán người đàn bà này dùng cách gì theo tới ngẩng đầu nhìn khe hở trên bầu trời kịch liệt lấp lóe, lại nhìn phía xa, con người hắn co rút, dưới năm khe hở đất vu tộc đều có cường giả mang tộc giống như thiện hoa, từng người hoặc là nhìn hoặc là tĩnh tọa, đối với chiến trường đang chém giết thì không nghe không hỏi, dường như đang chờ đợi cái gì, bên người họ có hộ vệ giống như Tô Minh, có người chỉ một mình, trên bầu trời, số lượng vô nhân vẫn không giảm bớt. Dưới đất, tiếng chém giết không ngừng, hai bên đã rơi vào tình trạng điên cuồng có liên miên bất tận người mang tộc từ trong thiên lam thành lao ra, tham gia vào trận chiến. Theo thời gian trôi qua, năm khe hở trên bầu trời vu tộc ngày càng lớn, mơ hồ thấy nó như sắp bị xé rách, bên trong quanh quẩn từng tiếng gầm. Dường như bên trong khe hở có thiên quân vạn mã và mảnh thú vô tận. Chỉ cần khe hở mở ra là sẽ lao ra ngoài hết, không ai lại đây. Tô Minh nhíu mày. Hắn phát hiện từ khi thiện hoa, hắn và người đàn bà tới đây chỗ này không có vô nhân nào tới gần, đa số vòng quanh bốn phía như không thấy ba người tồn tại, hiện tượng như vậy không chỉ mỗi chỗ này, dưới năm khe hở đều thế cả, chẳng lẽ. Mắt Tô Minh chợt lóe, đột nhiên, từ hướng Thiên Lam thành truyền đến tiếng rít sắc nhọn, tiếng rền rỉ như rạch phá không gian. Cả Thiên Lam thành như đang chấn động. Khoảnh khắc Tô Minh quay đầu lại, hắn thấy chính cây cột giống như thủy tinh chui ra khỏi Thiên Lam thành, vươn thẳng lên trời cây cột thô cỡ mười mấy mét rồi lên khỏi thiên lam thành bên trên lập tức lóe tia sáng chói lòa khi ánh sáng lấp lóe thì mặt trời trên cao dường như tối đi ngay sau đó chính cây cột trong suốt tỏa ánh sáng chói lòa dung hợp vào nhau phát ra chùm sáng khiến cô minh nghẹt thở hướng tới năm khe hở chùm sang thô cỡ trăm mét từ hướng thiên lam thành xé gió lao đi tốc độ cực nhanh khiến cô minh có cảm giác da đầu mát lạnh như cầu vòng xuyên bầu trời thanh âm cực lớn khiến tai người nổ đi đùng, ù vang, chớp mắt, cách thiên lam thành vài ngàn mét, trong năm khe hở có một cái bị trùng sáng đánh vào, bầu trời như hóa thành biển lửa sóng gợn nhanh chóng lan tràn tám hướng. Khe hở thứ nhất trung bần bật, hóa thành vô số mảnh vụn tản ra, mảnh vụn mỏng manh, trông như miếng kính, đây là khe hở gì chứ, rõ ràng là vu tộc dùng thủ đoạn gì đó chế tạo ra khe hở giả dối mà thôi. Nhìn như là thật, thậm chí cảm nhận cũng là thật, nhưng kỳ thực nó là giả năm khe hở cái thứ nhất là giả, mục đích của vu tộc là vì suy yếu lực lượng thiên lam thành. ví dụ như trùng sáng khiến người không thể tin được. tô minh hít ngụm khí, nhìn trên bầu trời giữa thiên lam thành và trùng sáng thứ nhất còn để lại dấu vết hư vô tan vỡ. chỗ đó hư không xuất hiện khe hở, chỗ trùng sáng đi qua đâu, hệ sinh linh ngăn cản thì chỉ có nước bị hủy diệt. trước lực lượng như vậy, sợ là cả mang hồn cảnh cảnh cũng không may mắn thoát khỏi thiên lam thành. Tô Minh nhìn tòa thành, hắn hiểu tại sao thành này có thể trấn thủ nam thần, khiến vu tộc không cách nào xâm nhập nửa bước. Bởi vì thành này chẳng những tràn ngập bí ẩn, còn có lực lượng rung động vu tộc. Khi Tô Minh bị trùng sáng xuất hiện khiến chấn động, thì bỗng nhiên chính cây cột thủy tinh khổng lồ trong thiên lam thành lại lần nữa lóe sáng, luồng sáng thứ hai bắn ra, trời đất đều rung rẩy, hư không xuất hiện khe hở. Luồng sáng thứ hai xé gió giấy lên tiếng ầm vang truyền khắp chiến trường, khiến tất cả mọi người nhìn không được ngẩng đầu nhìn, trùng sáng rơi vào khe hở thứ hai, khe hở rung lên, tan vỡ, vẫn là mảnh vỡ mỏng. Khe hở thứ hai cũng là giả, Tô Minh Mạnh ngẩng đầu nhìn hướng khe hở thứ ba. Bây giờ khe hở khuếch trương ngày càng nhanh, bên trong lấp lóe ánh sáng càng thường xuyên hơn, dường như trong đó tồn tại ai đó đang sốt ruột không đợi được muốn bước ra từ bên trong. Ngay lúc này, chính cây cột thiên lam thành lại lần nữa lấp lóe ánh sáng, trùng sáng thứ ba xé gió lao đi một lần nữa kinh thiên động địa, không hướng tới khe hở thứ ba có tô minh đứng mà rơi vào khe hở thứ tư, khiến khe hở thứ tư hóa thành vô số mảnh vụn. Lần này tô minh cảm giác rõ ràng, lực lượng trùng sáng yếu đi, dường như lực lượng hơi yếu, tiếng chém giết trên chiến trường bởi vì ba đợt trùng sáng rít gào mà hơi khựng lại. Tất cả vô nhân đều vẻ mặt hoảng sợ và kinh hãi. Ngược lại, bên mang tộc đa số rung động và như rót vào sự sống, máu sôi sụp đột nhiên trùng sáng thứ tư lần nữa bay nhanh ra khỏi thiên lam thành trùng sáng này yếu hơn nhiều không bằng trước đó kinh tâm động phách khoảnh khắc rơi vào khe hở thứ năm dù khiến khe hở tan vỡ thành mảnh vụn nhưng nhìn ra được nếu khe hở là thật thì rất có thể luồng sáng cũng không cách nào hoàn toàn hủy diệt nó tô minh mạnh ngẩng đầu nhìn khe hở bên trên giây phút hắn ngẩng đầu lên cường giả mang tộc ở dưới mấy khe hở giả dối đang xé gió lao tới nơi này hiển nhiên họ cũng nhận ra khe hở này mới là thật sự trong thời gian ngắn chính cây cục thiên lam thành ngưng tụ lực lượng cuối cùng bùng phát ra luồng sáng thứ năm chùm sáng này giống như là hồi quang phản chiếu khí thế cực lớn nhưng người sáng suốt nhìn ra được đây là hơi tàn chùm sáng rít gào mang theo ánh sáng chói mắt xẹt qua đầu tô minh rơi vào khe hở thứ ba chính giây phút này thiện hoa mạnh mở mắt ra nhưng khiến tô minh ngây ra là khe hở thứ ba bị đánh trúng trở thành mảnh vỡ mỏng manh bay tứ tán, đều là giả. Mục đích của vu tộc là yếu đi lực lượng cục trụ thiên lam thành. Bởi vì lực lượng này có thể uy hiếp tuyệt vu của chúng. Tô Minh thì thào, giây phút này, tiếng cười dài từ phía xa vang vọng trong trời đất. Trên bầu trời vu tộc vạn mét vạn vẹo, đi ra ba người, thấy không rõ thân hình ba người nhưng theo chúng xuất hiện, áp lực to lớn bao phủ cả chiến trường. Ba người này bước ra một bước, lao thẳng tới chiến trường, cùng lúc đó, phương xa có hai thánh thú vạn mét vẫn luôn ở trong phạm vi nhất định không tới gần, nhưng bây giờ gầm rống vọt hướng Thiên Lam thành, dường như lực lượng ngăn cản chúng nó đã tan biến, đỉnh đầu thánh thú vạn trưởng có hai vu tộc hiển nhiên là cường giả, bây giờ khóe miệng lộ ra cười nhạt, tất cả ưu thế dường như nghiêng hướng vu tộc, tạm thời không còn trùng sáng cường đại chấn nhiếp chúng. Ba vu nhân sứ giả đi ra từ hư vô có tốc độ cực nhanh, sau lưng chúng là hai mảnh thú vạn mét thế như trẻ tre, càng tới gần, nhưng mọi chuyện không phải tuyệt đối. Giây phút ba người kia hiện thân lao ra, hai thánh thú vạn mét đánh tới, tiến vào phạm vi vạn mét thì chính cục trụ trong thiên lam thành biến ảm đạm bỗng tỏa ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng mạnh mẽ thậm chí còn hơn luồng sáng thứ nhất Tô Minh đã thấy, ánh sáng chật lóe, cả thiên địa đều tối đi, không thể so sánh với chính cục trụ. Dường như trong chớp mắt này, cột trụ hấp thu tất cả ánh sáng bốn phía hai chùm sáng khiến tô minh chấn động tinh thần bắn phục ra hai chùm sáng này thô cỡ vài trăm mét trích cào kinh người khiến không khí tan vỡ trong chớp mắt tô minh nhìn thấy hình ảnh khiến hắn suốt đời khó quên hắn thấy hai chùm sáng rơi vào người thánh thú vạn mét của vô tộc trong phạm vi vạn mét chúng nó không kịp né tránh đã bị chùm sáng đánh trúng bao gồm cả cường giả vô tộc bên trên đều trong chớp mắt bị lực lượng trong chùm sáng phá hủy Tiếng gào thảm thiết biết tai phát ra từ hai thánh thú, thân thể chúng nổ tung, cả chiến trường tĩnh lặng. Khi ba cường giả vu tộc bước ra từ hư vô tiến lên thì khựng lại, sững sờ tại đó, giả, mang tộc ta cũng biết. Bây giờ, thiện hoa ở cạnh Tô Minh đứng dậy, chiến sĩ tộc ta nghe lệnh, xung phong liều chết cùng vu tộc, đuổi chúng ra ngoài ba vạn mét. Một giọng già nua bỗng hùng hồn truyền ra từ thiên lam thành, bùng bùng bùng, đó là tiếng trống trận vang từ bốn phương tám hướng, khiến tất cả mang tộc trên chiến trường lập tức điên cuồng, giết, chương 343, dạ lệnh. Theo hai con mảnh thú vạn mét chết thê lương, ba cường giả vu tộc bước ra từ hư vô khựng bước chân, trên mặt đất vu tộc ngoài thiên lam thành, tất cả mang tộc có mặt, theo tiếng trống trận thùng thùng, mở ra trận chém giết, cùng lúc đó, có chín cột trụ tỏa ánh sáng lượng lờ, cả thiên lam thành lần nữa chấn động. Ngay sau đó, có một bia đá khổng lồ cao vạn mét, rộng ngàn mét bỗng nhiên từ chính giữa quảng trường trong thiên lam thành trồi lên. Độ cao của nó vượt qua chính cột đá sừng sững trong thiên lam thành, cảm giác tan thương theo bia đá xuất hiện khuếch tán ra ngoài, trên bia đá khắc từng cái tên, những cái tên hiện ra đại biểu cho người này đến từ bộ lạc hoặc tông môn. Bia đá này chính là phong công bia ghi lại công huân mang tộc nam thần, theo nó xuất hiện, những mang tộc trên chiến trường, tiếng chém giết ngày càng kịch liệt thứ bậc phong công bia sẽ không tùy thời biến đổi mà cần mỗi lần kết thúc chiến đấu, do người ghi công huân mới biến đổi. Nhưng người nào được ghi trên bia đá đều sẽ bị tất cả mang tộc chú ý, là quan vinh thuộc về mang tộc, thuộc về người đại biểu cái tên trên đó, bộ lạc của người đó, quan vinh tông môn của người đó. Bia đá ghi là 300 người giết địch đứng đầu, sau 300 không cách nào lọt vào bảng. bây giờ xếp hạng nhất là một người tên gọi Hà Lạc. Người này không phải thiên hàng, cũng không là Hải Đông mà đến từ bộ lạc tên gọi Lạc Thủy. Bây giờ chiến công của gã đã đến gần 3.000, chiến công tích lũy không phải giết một người tăng một điểm, mà căn cứ vào thân phận, tu vi người bị giết khác nhau, do người chuyên môn trong Thiên Lam thành tính toán ra, xếp hạng thứ 10 thì chiến công đạt gần 2.000, từ đây về sau trên lệch không lớn, mãi đến hơn 80 người mất rớt xuống dưới 1.000. Nhưng dù là người xếp chót cũng có vài trăm. Thành tích này hiển nhiên là mấy lần chiến đấu trước tích lũy ra, thời gian tham gia chiến đấu càng sớm thì tất nhiên tích lũy chiến công càng nhiều. Tô Minh đi tới Thiên Lam Thành đã trễ, thêm vào không nộp lên chiến công, cho nên trên bảng này không thấy hắn. Khi bia đá xuất hiện thì phía xa, ba vu tộc cường giả xuất hiện từ bầu trời đứng giữa không trung, biểu tình âm trầm. Chúng không phải là tuyệt vu, vẫn chỉ là hậu vu, nhưng là nổi bật trong hậu vu, tu vi có thể so với trung kỳ mang hồn của mang tộc, không phải ba vu nhân diện mạo giống hệt nhau đi ra từ khe hở tại đất mang tộc có thể sánh bằng. Ba người giống hệt nhau cũng không phải là tuyệt vu mà chỉ mới bước vào cảnh giới hậu vu. Trong lúc chúng biểu tình âm trầm thì đằng trước mặt, trong mang tộc, mấy cường giả lúc trước ở dưới khe hở đang lao nhanh đến. Nếu chỉ thế thì đành thôi, hai bên trước mặt chúng, kiếm to hàng băng thiên của thiên hàng tông tỏa ra khí lạnh nhiếp người, mũi kiếm di động chỉ hướng ba người. Cùng lúc đó, cái gương khổng lồ của hải đông tông lóe tia sáng, cũng tràn ngập thần thông. Còn có 18 pho tượng khổng lồ bên dưới Thiên Lam Thành bây giờ đã có một nửa như sống lại, bước ầm ầm trên chiến trường. Theo chỉ thị của Đại Vu Công, chúng ta lần thứ ba công thành chỉ là thăm dò mà thôi. Mục tiêu khác với hai lần trước, lần này là thử nghiệm khe hở tư thần tuyệt vu khuếch trương, còn lợi dụng việc này tiêu hao tinh thần thúc của Thiên Lam Thành. Bây giờ xem ra mang tộc đã nhìn thấu kế hoạch của Đại Vu Công, nhưng vẫn không phái ra hạng trung kỳ mang hồn, chỉ là một ít sơ kỳ mang hồn cảnh đây là hướng về ba chúng ta thiên lam thành muốn từ chỗ chúng ta lần mò ra vô tộc ta mấy năm nay mạnh hay yếu ư cổ cảnh của hải đông tông đúng là khiến người ghét có nó chúng ta thi triển thuật thần thông đều sẽ bị ghi chép lại do đó bị mang tộc sử dụng còn về hàng băng thiên kiếm thiên hàng tông kiếm này chắc sẽ không xúc động hết sức đối phó ba người chúng ta hừ mang tộc am hiểu dùng mồi câu lúc trước đã là vậy bây giờ xem ra là lấy ba người ta làm mồi dẫn ra tuyệt vu. Ba cường giả vu tộc nhìn nhau, trong đó hai người tiến lên một bước, hư không dưới chân gận sóng, có tiếng trầm đục khuếch tán. Chỉ thấy bên ngoài thân thể hai người này xuất hiện mảng lớn khói xanh. Sương khói khuếch tán cuồn cuộn bốn phía, sương chớp mắt tràn ngập tám hướng. Ngay sau đó, người cuối cùng trong ba người ngồi xếp bằng, đôi tay nâng lên cách không ấn mạnh hướng mặt đất. Đất trung trinh phát ra từng đợt tiếng gào thê lương từ mặt đất, máu của người chết tràn ra, khoảnh khắc ba người lộ thần thông thì bốn cường giả mang hồn từ mỗi khe hở biến mất lao nhanh đến sông vào sương khói. Trong sương mù liên tục truyền ra tiếng trầm đục. Cùng lúc đó, cái gương khổng lồ của hải đông tông lấp lóe nghiêng đi, khiến mặt kính chiếu vào sương khói, còn hàng băng thiên kiếm to của thiên hàng tông thì mũi kiếm chỉ tới trước, chui kiếm lóe tia sáng trắng, trắng truyền qua cả thân kiếm, ngưng tụ tại mũi kiếm, phun ra luồng kiếm quang, kiếm quang vừa ra, mặt đất lạnh cực độ. Ánh sáng như có linh tính, lao thẳng đến sương khói, xuyên thấu vào trong cùng bốn cường giả mang tộc chiến đấu với ba vu, trên mặt đất, dưới sương khói xanh trên bầu trời, trận chém giết lại mở ra, chỗ tô minh, ánh mắt thiện hoa chợt lóe, ngoái đầu liếc tô minh và người đàn bà bị hủy mặt, gật đầu, nhoáng người lên, đã hướng tới sương khói trên trời. Hai người các ngươi đã thông qua thử thách của bổn tọa, ban cho hai người danh xưng thiên lam giả sĩ. Khi thiện hoa rời đi thì truyền ra lời nói rơi vào tai Tô Minh cùng người đàn bà. Có hai lệnh bài đen từ chỗ thiện hoa bay thẳng tới hai người, Tô Minh nâng lên tay phải đón lấy lệnh bài. Lệnh bài nhìn rất là bình thường, đen thui, đen như trời đêm không có ánh sao, bảy người đi theo, năm người chết. Tô Minh thầm than, nhìn lệnh bài trong tay. Hắn không có nhiều cảm giác với nó, không biết ý nghĩa đại biểu, trận giao chiến giữa vu tộc và mang tộc, Tô Minh vốn muốn làm người đứng xem. Dù có tham gia thì chỉ chiến đấu vì chính mình. Nhưng hôm nay chỉ mới là trận chiến đầu tiên của hắn, mơ hồ cảm thấy muốn làm được như đã tưởng không phải dễ, có lẽ nhiều lúc không thể theo ý mình. Ta khuyên ngươi nên treo lệnh bài ở thắt lưng, chỗ dễ thấy. Khi Tô Minh đang thầm thang thì bên tai truyền đến lời nói của người đàn bà Hải Đông Tông. Người đàn bà lạnh lùng nhìn Tô Minh, đem lệnh bài của bà treo ở dây lưng ngoài quần áo, chiến lệnh thiên lam thành, khi làm bốn tầng Nhật Nguyệt tinh dạ. Có dạ lệnh tương đương với bây giờ ngươi thuộc về Thiên Lam thành. Như vậy dù là tông môn của ngươi cũng không thể can thiệp và trừng phạt hành vi của ngươi, mọi chuyện ngươi làm, trước khi chiến tranh chưa kết thúc thì chỉ Thiên Lam thành mới ra lệnh được. Người đàn bà lạnh giọng nói, trên chiến trường này có bao nhiêu người muốn đạt được chiến lệnh Thiên Lam thành nhưng không thể. Bởi vì chiến lệnh Thiên Lam thành chỉ có mang hồn cảnh Thiên Lam thành mới nắm giữ chúng ta trả cái giá không bao nhiêu mà có thể được đến vật đó, là bởi vì mọi chuyện đã làm đều bị thiện tiền bối trông thấy. Nhưng có rất nhiều người trả giá lớn hơn chúng ta mà không có ai chú ý, hoặc là chết đi, hoặc là không thể được đến chiến lệnh, người còn chưa thấy thỏa mãn, người đàn bà không thèm liếc Tô Minh, nhoáng người lên lao thẳng tới chiến trường phía xa, Tô Minh im lặng, nhìn lệnh bài trên tay, không lựa chọn treo lên mà bỏ vào trong ngực, xoay người, hướng tới nơi trái ngược người đàn bà rời đi hắn lao nhanh trên chiến trường đất vu tộc mênh mông. Nơi này khắp chốn đều là các trận chiến, cuộc chém giết không chết không ngừng giữa vu tộc và mang tộc. Tiếng gầm rống và hét thảm, tiếng máu thịt tách rời, tiếng thân thể tan vỡ hòa cùng một chỗ, hóa thành tiếng rít bên tai ù ù. Mỗi người trên chiến trường, trừ cường giả trong sương mù trên trời đang chiến đấu, còn lại đều nhỏ bé như vậy, chỉ là một đoạn ngắn trong trận chiến. Tô Minh không biết trận chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu, hắn chỉ có thể xông tới, chém giết tất cả vô nhân có thể trông thấy, cảm giác hoàn toàn khác với trận đấu trên đất mang tộc Thiên Lam Thành. Chiến trường chỗ đó so với nơi đây thật là quá nhỏ. Nơi này, Tô Minh không nhìn thấy tận cùng, trông thấy trừ đồng bạn mang tộc ra là đại quân vô tộc vô cùng tận. Giết, chỉ có giết, Tô Minh tay phải cầm kiếm nhỏ xanh, lao nhanh trong gió tanh mưa máu. Giết, phải giết, vứt tay, ngoài người Tô Minh lượng lờ khói đen. Hệ ở đâu xuất hiện người có thể uy hiếp sinh mệnh Tô Minh thì khói đen tự động bay ra, hóa thành cái bóng phụ nữ ở sau lưng vu tộc đó, hoặc là giết chết, hoặc buộc người đó rút lui. Vì sống sót, vì có thể trên chiến trường mà bản thân nhỏ bé như mình nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai, vậy nhất định phải giết chóc. Bởi vì nếu ngươi không giết, kết quả sẽ là cái chết. Trận chiến tranh này như là ý chí cường đại mà không ai chống cự được, trong ý chí này, không giết thì sẽ chết, trừ phi giả bộ làm xác chết, bôi máu đầy mặt thế thì có lẽ cũng là cách sống sót khi tô minh tiến lên đã nhìn thấy kẻ như vậy bên trong có vu tộc có mang tộc nhưng cách này không phải cách hay bởi vì cần chiến công bởi vì cần lấy đầu người trừ phi mất đầu nếu không thì cái xác hoàn chỉnh khó tránh khỏi bị người thuận tay cắt đầu giết, mắt tô minh đỏ rực người đẫm máu hắn trống to một tiếng người vận chuyển khí huyết một đấm nổ nát ngực một vu tộc trong người quanh quẩn chuông ngân cứng rắn chống lại đòn phản kích sắp chết của đối phương. Hắn học máu, tăng tốc độ xông hướng một người khác, chương 344, tử xa, mệt mỏi, Tô Minh không biết thời gian trôi qua bao lâu, bởi vì bầu trời vẫn luôn bị sương xanh bao bọc. Sương khói cuồn cuộn, bên trong vẫn không ngừng vang tiếng nổ, tiếng chém giết bốn phía, tiếng hét thảm, tất cả hòa cùng một chỗ, dường như hóa thành âm điệu vạn cổ không thay đổi. Âm điệu ngân vang, tất cả cứ lặp đi lặp lại, rồi lại lặp đi lặp lại. Hắn, một cá thể nhỏ bé trong trận chiến này, làm kẻ giết người, giết rồi lại giết, dần dần, cảm giác mỏi mệt ngày càng sâu, khiến người ta bất giác mê mang. Nhưng kết quả của mê mang thường là một lần sống chết. Nếu chết là vĩnh viễn ngủ say, nếu sống thì là một lần cưỡng ép xúc động, có thể đổi lấy thời gian ngắn phấn chấn. Nhưng phấn chấn đó là hao kiệt sinh mệnh. Phấn chấn ngắn ngủi qua đi thì lại càng thêm mệt mỏi và hoảng hốt. Có bao nhiêu người có thể trong mệt mỏi tránh đi lần đầu tiên mê mang đổi lấy chớp mắt lướt qua sống chết? Có lẽ một lần còn được, hai lần có thể, nhưng ba lần, bốn lần và vô số lần thì sao? Đây là một trận chiến tranh chẳng những bốn phía có vô tộc là địch thủ, bản thân mình cũng là kẻ địch, giết chóc vĩnh viễn tiến hành, máu tươi không ngừng thấm vào mặt đất, khiến vô tộc bên ngoài Thiên Lam thành, nói máu chảy thành sông cũng không khuếch đại máu trên đất và từng giọt nhỏ xuống gợn sóng như vô số ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn tất cả. Hòa Phong đã trở lại bên cạnh Tô Minh. Đây không phải gã tự nguyện mà là hắn trống to, dẫn động nguyệt giật gã cảm nhận rõ ràng, khiến Hòa Phong không thể không trở về. Gã quay về bên cạnh Tô Minh, vẫn là thân hình mãnh thú khổng lồ lúc trước chiếm lấy, thân xác chỉ còn một nửa nhưng vẫn quá dị sinh tồn, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Tô Minh không biết mình giết bao nhiêu vu tộc, cũng không biết trên người có bao nhiêu vết thương, càng không rõ thần tướng giáp đã tan vỡ bao nhiêu lần. Thậm chí hàm sơn chung cũng chẳng biết bao nhiêu lần bị thật nhiều thần thông buộc rút quay về thể xác, khiến thân thể hắn bị thương. Đặc biệt là ngực hắn có một vết thương đâm thủng gần như trí mạng. Vết thương này là người phụ nữ khói đen mà đại sư Huynh cho hắn bay ra cản một đợt công kích hướng Tô Minh. Ở bên cạnh có thanh trường mâu xé gió đâm xuyên qua. Chiến trường này nhân tố không thể đoán biết quá nhiều, kẻ địch quá nhiều, không phải đơn độc đấu chiến tranh cứ tiếp tục tô minh không biết mình đi tới đâu rồi trong chiến trường hắn chỉ nhìn thấy một cái đầu quen thuộc bị vô nhân một đao chém xuống ngửa đầu bay lên tô minh không biết tên người này nhưng hắn đã gặp qua đây là một đệ tử thiên hàng tông cái đầu rơi tới trước mặt tô minh người này biểu tình mê man còn có sự giải thoát dường như rốt cuộc từ trong mệt mỏi có thể khép mắt tô minh nhìn cái đầu người tay phải nâng lên đánh một trưởng vào phía sau sau lưng hắn truyền đến tiếng ầm ầm và tiếng thét gào. Tiếng nổ kia là vì một phu tộc đột nhiên tập kích sau lưng hắn ngã ra, tiếng gào là kiếm nhỏ xanh truy đuổi và xuyên thấu. Tô Minh mở ra tay trái, một mảnh tro bụi tan biến, là một khối thạch tệ, hắn đã nuốt vào nhiều dược vật, như vậy có thể khiến bản thân giữ chiến lực. Thạch tệ cũng đã tiêu phí rất nhiều, phải làm vậy mới có thể khiến thần thức của hắn liên tục khuếch tán, khiến hắn có càng lớn cơ hội sống sót càng có thể khiến kiếm nhỏ xanh giữ sắc bén. Trên chiến trường này, tất cả thần thông đều phải gọn gàng, giết chóc mau lẹ và tiện tay. Tốc độ của Tô Minh lúc nhanh lúc chậm, ra tay liền là sát khí. Nếu giết được đối phương, hắn dần học được sẽ không hiếu chiến mà lập tức lùi ra sau, đi hướng khác. Tô Minh, trong cuộc giết chóc ngơ ngẩn, Tô Minh giết một phu nhân, mặt tái nhợt, trên đùi lộ ra miệng vết thương có thể thấy xương, bên tai truyền đến giọng nói sửng sốt, xoay người, Tô Minh vẫn hơi hoảng hốt, nhưng dù là vậy, thần thức hắn tỏa ra lại có bản năng bảo vệ. Hắn thấy một gã đàn ông chém xuống đầu một phu nhân, nhìn mình. Người này, Tô Minh đã gặp rồi, là đệ tử Thiên Hàng Tông. Gã đàn ông đôi mắt cũng là đỏ máu, vô cùng mệt mỏi, gật đầu với Tô Minh xong nhanh chóng rời đi. Loại cảm giác này giống như đang nằm mơ. Tô Minh quay đầu đi tiếp, tiếp tục giết chóc, mệt mỏi. Bên tai hắn tiếng chém giết trở thành vĩnh hằng, không ngừng quanh quẩn. Hắn nhìn thấy vu tộc mảnh thú khác nhau, còn thấy trong vu tộc, một số người đội mặt nạ. Những người đó giống như Tô Minh, xuyên qua chiến trường, đi tới đâu là không ngừng tuôn rơi mưa máu. Vu tộc nào có mang mặt nạ thì đều tỏa ra sát khí cường đại, mang tộc bình thường không phải đối thủ của chúng. Tô Minh hoảng hốt thấy mang tộc đối kháng với những người mặt nạ cũng là người đội mặt nạ, chẳng qua trong mang tộc người đội mặt nạ màu là đen, khác với màu trắng của vu tộc. Tô Minh hoảng hốt tiếp tục giết chóc, vết thương gần như trí mạng ở ngực hắn là do người đội mặt nạ vu tộc ném trường mâu tạo thành. Người này trên mặt nạ có khe hở chữ thập, vung trường mâu song cách rất xa lạnh lùng liếc Tô Minh, xoay người rời đi. Những điều này Tô Minh thấy hết, nhưng bây giờ trạng thái hắn mệt mỏi và hoảng hốt, bên tai tiếng giết chóc mơ hồ vang vọng. Tô Minh tiến lên, đi tới trước mặt một thanh niên vu tộc. Đây là một vu nhân thoạt trông còn khá non nớt, trên mặt tràn đầy vết máu, đang rống lớn vọt lên, mãi đến khi Tô Minh lướt qua gã, cắt đi cái đầu, thân thể bắn máu tươi, lại xông lên vài bước mới ngã xuống, Tô Minh cứng ngắt đi qua, đi tới bên cạnh một người đàn ông vu tộc khác. Lúc đi qua, đầu người đàn ông bị cắt lấy, giây phút cái đầu tách rời khỏi thân thể đã lựa chọn tự bạo. Tiếng nổ ầm ầm giấy lên sức chấn, khiến khóe miệng Tô Minh tràn ra máu tươi nhưng không tạm dừng mà tiếp tục đi, cất bước đi thần tướng giáp của Tô Minh sau nhiều lần bị hủy diệt và tổ hợp lại, dường như cũng cảm nhận được hắn mỏi mệt, hồi phục chậm rì. Hàm sơn chuông của hắn cũng trên chiến trướng đầy rẫy người bị từng thần thông không phải hướng về Tô Minh mà vô tình đánh lên, khiến người hắn vang tiếng chuông ngân, chẳng biết hòa phong đâu rồi, bị bầy người chen lấn đi, lại thêm thân hình mảnh thú, khó tránh khỏi bị mang tộc hiểu lầm, bây giờ đã không biết đi đâu, nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ Tô Minh sẽ sống sót qua trận chiến này. Nhưng khả năng lớn hơn là trong trạng thái hoảng hốt đi hướng cái chết, mãi khi trước mắt Tô Minh trông thấy phía xa, mười mấy mang tộc bị vu tộc bao vây, trong đó có một khuôn mặt hắn rất quen thuộc, khuôn mặt nhuộm đẫm máu, biểu tình quyết tuyệt, đang điên cuồng chém giết, người này xuất hiện khiến Tô Minh hoảng hốt khựng lại. Hắn chính mắt thấy một vu tộc chiến đấu trước mặt người này, trong trạng thái trọng thương, lấy cái chết làm cái giá phun ra búng máu đen hướng tới người Tô Minh quen, hiển nhiên máu đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt nếu bị phun trúng chắc chắn sẽ xuyên qua mặt và xương sọ. Con người Tô Minh co rút, khoảnh khắc, hắn như tỉnh khỏi giấc mộng, từ trong hoảng hốt hồi phục lại, tiếng chém giết bên tai từ mơ hồ lập tức biến rõ ràng. Thế giới trong mắt hắn, từ trước kia ngơ ngẩn chớp mắt hoàn chỉnh, tử xa. Tô Minh thì thào, hắn chẳng chút do dự, giây phút tỉnh táo thì sải một bước dài. Bước ra bước này, tiếng chém giết không còn vang bên tai Tô Minh, bị tiếng rít sắc nhọn thay thế thân thể hắn lấy tốc độ khó hình dung bỗng nhiên lao ra, tốc độ nhanh đến mức chưa đợi máu phu nhân phun ra bắn vào mặt tử xa, thân thể tô minh đã vọt lên mấy trăm mét, xuất hiện trước mặt gã. Gió bị hắn tốc lên chớp mắt cuốn lấy máu đen, tan biến, còn về vu tộc bị trọng thương, thậm chí không kịp coi xem đã xảy ra chuyện gì, đã cảm thấy như có bức tường ập xuống, thân thể đảo vòng, thân hình trong gió lốc tan nát, sư thúc, bên tai tô minh truyền đến giọng tử xa, chân lão đảo. Chiến tranh tiếp tục kéo dài, nhiều lần thi triển tốc độ cực độ khiến tinh thần Tô Minh mệt mỏi, thân hình đã đến cực hạn. Nhưng hắn vẫn bước ra một bước, phát huy tốc độ nhanh nhất, ra tay như tia chớp, có Tô Minh giúp đỡ, mười mấy mang tộc bị vu tộc bao vây phấn khởi phản kháng, vừa đánh vừa lùi. Chốc lát sau, khi những vô nhân tử thương không ít thì mới thoát khỏi bao vây, mãi đến giờ phút này, vài miệng vết thương trên người Tô Minh liên tục chảy ra máu, hắn lão đảo bị tử xa đỡ lấy còn lại mang tộc ai cũng người đầy vết thương mệt mỏi mà nhanh chóng vây tử xa và tô minh vào trong cảnh giác nhìn bốn phía lùi ra sau giọng tử xa như từ rất xa sôi vang bên tai tô minh hắn nhìn tử xa vẻ mặt tràn đầy sốt ruột mắt nhắm nghiền lát sau mở ra gật đầu tử xa hắn là sư thúc của ngươi tốc độ của hắn nhanh thật đặc biệt là dùng tốc độ giấy lên gió có thể so với thần thông tử xa sư thúc của ngươi tên là gì đám mang tộc bảo hộ tử xa và tô minh vào trong đang lùi ra sau lần lượt mở miệng ta tên tô minh tô minh hít sâu không cần tử xa nhiều nữa hắn lấy một ít dược vật ra nuốt vào cùng mười mấy người này rút lui trên chiến trường ai cũng không biết có thể tiếp tục sống không còn phân biệt bối phận làm gì tô huynh tình trạng của ngươi không đúng lắm ngươi thuộc về người đơn độc chiến đấu sang vu trong lúc lùi ra sau mười mấy mang tộc rất có trật tự bên ngoài bảy tám người chẳng chút lơi lỏng, khi rút lui chém giết với đám vu tộc, sau đó nhanh chóng cùng đồng bạn sau lưng đổi vị trí, tạm nghỉ ngơi. Chương 345, sang vu, thôi, ngươi đừng đi tìm tiểu đội của mình nữa, cùng chúng ta một chỗ đi. Nếu không thì trên chiến trường khổng lồ thế này, nếu ngươi một mình khó tránh khỏi trạng thái hoảng hốt kéo dài. Một người đàn ông trung niên toàn thân đẫm máu từ bên ngoài lùi lại nói với Tô Minh, người này tu vi không tầm thường, đã là tế cốt, sư thúc, Hắn là Diên Bác, là đội trưởng tiểu đội của chúng ta. Tử Sa ở bên cạnh vội giải thích, từ khi nhìn thấy Tô Minh thì gã bất giác trở lại bộ dạng trước kia, đi theo sau lưng hắn, cảnh giác nhìn bốn phía, ta thấy tu vi của ngươi không bình thường, đặc biệt là tốc độ càng kinh người. Vậy đi, ngươi trước tiên ở bên trong nghỉ ngơi, chúng ta ở bên ngoài thay phiên, đợi ngươi hồi phục một chút thì gia nhập vào chúng ta. Người đàn ông Trung niên nhanh chóng nói, nói xong gã nhoáng người lên lần nữa hoán đổi với bảy, tám người bên ngoài, khiến tiểu đội mười mấy người không ngừng lùi ra sau vẫn giữ trạng thái chém giết. Tô Minh hít sâu, hắn đã không hoảng hốt nữa. Mọi chuyện lúc trước bây giờ nhớ tới như là một giấc mộng. Từ lời nói của người đàn ông trung niên và vị trí biến đổi thành viên tiểu đội, Tô Minh tìm ra nguyên nhân lúc trước cứ hoảng hốt, đã nghỉ ngơi đủ rồi. Mắt Tô Minh chợt lóe, khi bảy, tám người bên ngoài lùi lại một vòng mới thì hắn bước ra một bước, đứng bên ngoài đây không phải một người chiến đấu, khi Tô Minh đứng bên ngoài tiểu đội, hắn hiểu trạng thái đó của mình là do đâu. Trong đó mệt mỏi chiếm một phần, lặp lại giết chóc cũng chiếm một phần, nhưng càng quan trọng là hắn không có đội ngũ của mình. Một mình hắn ở trên chiến trường không ngừng chém giết, cho dù là người có ý chí kiên định hơn nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì sẽ có lúc tan vỡ. Trừ phi là một loại kinh nghiệm chiến tranh trải qua trăm ngàn rèn luyện, người như vậy dù cho chỉ là một khai trần cũng đủ khiến tế cốt cảnh chú trọng nếu là tế cốt cảnh thì tất nhiên sẽ bị mang hồn cảnh chú trọng bởi vì người như thế mới là chiến sĩ cũng chỉ có họ mới có thể trong chiến tranh đột phá bản thân khiến tu vi tăng cao cũng bùng phát ra lực lượng mạnh nhất ý chí của họ vững chắc dù là trời sụp đất đức cũng không thể phá hủy chút nào dù có gặp nguy hiểm gian nan cỡ nào cũng sẽ không tan vỡ ý chí rèn luyện ra người như vậy có lẽ mới là điều vu tộc và mang tộc cần, ý chí của mình vẫn chưa đủ kiên định. Mắt Tô Minh chợt lóe, hít sâu một hơi không khí độc đáo trên chiến trường. Hắn không hoảng hốt nữa mà ở ngoài tiểu đội, cùng vu tộc từ bốn phía lao đến lần nữa phát động chém giết. Lần này hắn không phải chiến đấu vì mình, bên cạnh hắn có tử xa, bên cạnh hắn có vừa nãy khi hắn mỏi mệt, đồng bạn thủ hộ bên ngoài, tiểu đội như vậy, nếu để ý quan sát thì Tô Minh thấy trên chiến trường tồn tại vô số chỗ vô tộc, nhìn thì có không ít kẻ đơn độc chém giết nhưng Tô Minh dần thấy ra, chúng cũng có đội ngũ như vậy, những kẻ đơn độc ra ngoài thường đều là hạng có ý chí kiên định, lấy điều này rèn luyện bản thân, Tô Minh hiểu rồi, chiến tranh rèn luyện là ý chí của mỗi người. Ý chí là vô hình nhưng tác dụng của nó có thể đem người luyện hóa trở thành cường giả. Đây là một con đường để trở thành cường giả. Trong mắt Tô Minh có lĩnh ngộ, vung tay, ánh sáng xanh chớp lóe vu tộc ở trước mặt hắn lập tức lựa chọn rút lui, thần thông của mình quá ít, pháp bảo càng sử dụng không đúng. Mắt trái Tô Minh lại trở về bình tĩnh, lần nữa đối lập rõ ràng với mắt phải đỏ rực điên cuồng, hắn không chút nghĩ ngợi, tay trái mạnh vỗ ngực, thoáng chốc ngoài người hắn, hàm sơn chuông biến ảo ra, bền bồng giữa không trung vang tiếng chuông ngân. Tiếng chuông khuếch tán, tay phải Tô Minh bấm đốt niệm thần chú, chỉ vào cái chuông, lập tức, hàm sơn chuông phóng đại, đập vào mặt đất phía trước mặt đất xung quanh mạnh rung rinh. khi hàm sơn chung nâng lên thì chỗ đó đã là máu thịt nhầy nhụa. tuy phòng thủ quan trọng nhưng công kích càng cần sắc bén. nếu có đủ phòng vệ thì tất nhiên sẽ thiếu đi rèn luyện từ tử vong ra ý chí bất diệt. đầu óc tô minh như xẹt qua tia chớp. đôi tay hắn duỗi ra, thật nhiều tia chớp đột nhiên lượn lờ trong thân thể, ở ngoài người hắn hóa thành bốn quả cầu. tia chớp từ giữa không trung hiện ra, khiến chỗ hắn đứng nổ ầm ầm sấm sét bốn lôi cầu rít gào tản ra, rơi vào vu tộc bốn phía, tiếng nổ vang vọng. Mình sai rồi, dù đây là chiến tranh, nhưng cũng là cơ hội cực tốt cho rèn luyện thần thông. Tay phải tô minh vỗ túi trữ vật trong ngực, lấy ra một tấm da thú. Hắn mở ra phun nguồn máu vào nó, thoáng chốc da thú hóa thành luồng sáng đỏ biến mất. Ngay sau đó, dưới chân tô minh xuất hiện bãi cỏ đỏ, khoảnh khắc bãi cỏ xuất hiện, lập tức điên cuồng hấp thu máu trên mặt đất, theo hắn di chuyển. Trong cực kỳ rùng rợn, trong lúc hấp thu thì phạm vi bãi cỏ mở rộng, theo nó hấp thu và mở rộng, đứng trên đó cảm nhận rõ ràng từng đợt khí lạnh từ dưới chân di chuyển trong người, khiến hắn giảm mệt mỏi nhiều. Bãi cỏ chỉ có tác dụng với một mình hắn, đối với mấy mang tộc bên người thì chẳng có chút tác dụng. Sau khi Tô Minh nhận ra điều này, lập tức khống chế bãi cỏ lan tràn, khiến nó chỉ tồn tại dưới chân mình chứ không khuếch tán, hàm sơn chuông nổ ầm ầm đập, lôi cầu tiếp tục nổ tung còn có kiếm nhỏ xanh rít gào, khiến đội có tô minh lấy tốc độ kinh người rút lui. Họ đi qua đâu, vu tộc đến tấn công đều rút lui. Nếu chỉ như vậy, có lẽ cường giả của vu tộc sẽ không tránh đi hết. Nhưng khi hàm sơn chuông không ngừng đập xuống, từ trong đó phát ra tiếng hét chói tai, mắt tô minh chợt lóe, bấm tay niệm thần chú chỉ vào, một luồng sáng đen từ trong hàm sơn chuông bay ra, xung quanh tiểu đội có tô minh biến thành tử địa. Càng kinh khủng là khi luồng sáng đen xuất hiện, Mảnh thú vô tộc gần đó rống gầm, dường như không dám tới gần hơn, bất chấp tất cả lùi ra sau. Dường như tại đây có thứ gì đó khủng khiếp khiến chúng sợ hãi, tử xa còn đỡ. Mấy thành viên tiểu đội bên cạnh, bao gồm đội trưởng sơ kỳ tế cốt là Diên Bác đều hít ngụm khí. Họ thỉnh thoảng dùng ánh mắt khác lạ liếc Tô Minh, "Tô huynh, ta đã hiểu tại sao ngươi một mình chém giết trên chiến trường này. Dù ngươi không phải kẻ Sang Vu cũng rất nhanh trở thành một trong số họ." Diên bác hướng Tô Minh chắp tay, người xung quanh nhìn Tô Minh ánh mắt biến tôn kính, tử xa ở bên cạnh Tô Minh nhỏ giọng giải thích, trong chiến tranh giữa mang tộc và vu tộc, có một phần nhỏ số người không phải mang hồn cảnh nhưng thần thông của họ siêu việt hơn cảnh giới của mình, là hạng người chiến đấu trăm trận, người như vậy bị gọi là săn. Nếu mang tộc thì là kẻ săn vu, nếu là vu tộc thì là kẻ săn mang. Họ ở trên chiến trường sẽ không che giấu tung tích, bởi vì họ cần là kinh nghiệm, cho nên họ đội mặt nạ. Mang tộc là màu đen, mặt nạ của vu tộc là màu trắng, có thể có được mặt nạ tức đại biểu người này được thừa nhận, trở thành săn. Mặt nạ hai bên chính là thật nhiều chiến công, không phải là săn giả thì đó trở thành con đường duy nhất thành săn, giết một săn vu tộc, lấy xuống mặt nạ của người đó giao cho Thiên Lam Thành, vậy người này có thể trở thành săn. Có rất ít người ra tay. Một khi trở thành săn, đội mặt nạ, sẽ đối diện càng nhiều tử vong, nếu ra tay thì dễ dàng lấy mạng người. Tô Minh nghe tử sa giải thích, gật đầu. Việc này thì trước đó hắn đã phỏng đoán, loại người này chắc là kẻ có ý chí cực kỳ kiên định, Tô Minh biết mình không phải. Bởi vì ý chí của hắn, mới nãy một mình chiến đấu đã xuất hiện hoảng hốt trí mạng và tinh thần mệt mỏi, có Tô Huynh trợ giúp, không bằng chúng ta không lùi ra sau mà giết lên đi, tranh thủ đạt được nhiều chiến công. Đương nhiên, chiến công Tô Huynh có thể một mình lấy ba phần, còn lại là chúng ta. Diên Bác liếm môi, mắt lộ hung tàn nhìn đám vu tộc, thấp giọng nói với Tô Minh, "Tốt." Tô Minh suy tư, gật đầu, theo gã quyết định, những người khác trong tiểu đội đều đồng ý, mọi người không lập tức lùi ra sau nữa. Theo lệnh của Diên Bác, biến đổi vị trí, làm hình mũi tên, lấy Tô Minh dẫn đầu, tử xa và Diên Bác ở bên cạnh hắn, người còn lại ở phía sau trực tiếp xông lên, một đường trùng tích kiếm nhỏ xanh vòng ở bên ngoài hàm sơn chung quanh quẩn. Còn có ánh sáng đen yêu dị rít gào lượng lờ, có tia chớp rít gào quanh quẩn. Tiểu đội hình mũi tên đi qua đâu giấy lên mưa máu, trực tiếp xông vào đám đông chiến đấu phía xa, thời gian chậm rãi trôi qua, tiểu đội có tô minh dẫn đầu, tốc độ giết chóc cực nhanh. Nhưng cùng lúc đó có không ít tử thương, bây giờ chỉ còn lại chín người, nhưng họ đạt được chiến công thì rất nhiều, bây giờ sắc trời đã tối, tiếng ầm ỉ trong sương khói xanh càng thêm thường xuyên. Bước chân tiến tới của Tô Minh thượng lại, hắn ngừng thì tám người sau lưng cùng dừng lại, từ trong đám người phía xa có một người đàn ông vu tộc đội mặt nạ đen. Cả mặt đồ đen đang lạnh lùng nhìn qua, trên mặt nạ có khe hở hình chữ thập, người này khác với vu tộc khác, cả rõ ràng là trong vu tộc kẻ săn mang đơn độc hành động. Người như vậy chắc là kẻ có ý chí khá là vững vàng mới dám làm như thế. Giây phút ánh mắt gã nhìn hướng Tô Minh đã khiến vu tộc xung quanh chú ý tiểu đội này, trong mắt Tô Minh giấy lên chiến ý, Duyên Bác biến đổi vị trí, tử xa phối hợp, hai người dẫn đầu ở tại đây chống đỡ dây lát. Tô Minh vừa nói vừa vọt lên trước, lao thẳng tới kẻ sang mang vu tộc đơn độc giết chóc, kẻ sang mang. Hắn đội mặt nạ, đó là một kẻ sang mang. Con người Duyên Bác co rút, gã nhìn Tô Minh lao nhanh, nhìn thấy một vu tộc đội mặt nạ, chiến thắng người này, lấy xuống mặt nạ của gã, tử xa. Sư thúc của ngươi sẽ trở thành săn hô hấp diên bác biến dồn dập, trong mắt có mong chờ. Chương 346, Chiến Vu Trên chiến trường này, Tô Minh sau từng đợt chém giết cảm nhận ra bản thân nhỏ bé. Nhưng cùng lúc đó, hắn ở trong chiến tranh tàn khốc tìm đến con đường biến mình mạnh hơn. Ý chí là dùng chiến trường đẫm máu rèn luyện ra ý chí cường giả thuộc về chính mình. Ý chí là trải qua bao nhiêu kiếp nạn sẽ không bị mài mòn, cho dù năm tháng thay đổi, biển hóa bể dâu sẽ vẫn rực cháy ngọn lửa bất diệt thiêu đốt tất cả sự vật trong cõi trời đất ngăn cản bước chân hắn. Trận chiến tranh này chẳng những ta phải sống sót mà còn từ trong đó đạt được kinh nghiệm. Mắt tô minh lộ tia sáng, trên người hắn là chiến ý hiếm thấy. Chiến ý như lửa, thiêu đốt sinh mệnh hiện tại của tô minh. Tốc độ của hắn rất nhanh, từ trước mặt tử xa và diên bác lao đến kẻ săn mang vu tộc từ phía xa liếc hắn. Màu trắng kia và cả khe hở hình chữ thập khiến Tô Minh vừa liếc mắt liền nhận ra ngay, người này là kẻ đã đâm trường mâu vào ngực mình, khiến hắn suýt bị trọng thương, ý chí là một từ rất hư ảo. Là cứng cỏi trong tính cách, là trùng sáng trong sinh mệnh. Nhưng dù sao thì nó vẫn là hư ảo. Tay phải Tô Minh cầm kiếm nhỏ xanh, kiếm quan gần một mét, khi Tô Minh lao nhanh đi qua đâu, hệ có vu tộc ngăn cản trước mặt thì đều phát ra tiếng hét thảm, nhanh chóng lùi ra sau, bởi vì chúng nhận ra, người Tô Minh muốn đấu là săn của vu tộc chúng trên người Tô Minh truyền ra sát khí hiển nhiên không tầm thường. Đây là chiến đấu thuộc về săn, người ngoài đều sẽ không chen vào. Người đàn ông vô tộc đội mặt nạ bây giờ đang lạnh lùng nhìn Tô Minh. Nhưng hắn không ngừng tới gần, gã vẫn không hề động đậy. Dù gã không động đậy nhưng như tòa núi lớn, cho người cảm giác trời sụp đất nứt thì sẽ không bị đánh ngã. Trong trận chiến tranh này, đầu tiên mình phải có nguyên tắc riêng. Nguyên tắc này là hư vô trống rỗng như ở trong chiến tranh không ngừng bị rèn luyện, vậy có một ngày nguyên tắc sẽ hóa thành ý chí của mình, khi ngày nào đó đến, ý chí nguyên tắc sẽ bị mình mang đi từ chiến trường này, trở thành cả đời, tô minh cất bước, tiếng gió rít gào. Trước người hắn lóe tia chấp hình thành bảy, tám lôi cầu. Hàm sơn chung bay giữa không trung cùng theo sát. Xung quanh có tia sáng đen, lấp lóe khiến các mảnh thú kinh sợ rút lui, nguyên tắc của mình là Tô Minh nhoáng người, cách người đàn ông chưa đến 300 mét hắn chưa dốc hết tốc độ nhưng vẫn kinh người, người không phạm ta thì ta không phạm người. Nhưng nếu người phạm ta thì ta sẽ giết người. Trên chiến trường, mặc kệ là chủ động hay bị động, hễ có người ra tay với ta, vậy người này trừ phi bị ai khác giết chết, nếu không thì mình nhất định phải giết, đây là nguyên tắc của mình, cũng sẽ vào một ngày nào đó hóa thành ý chí. Tô Minh Mạnh ngẩng đầu, giây phút cách người đàn ông vu tộc đội mặt nạ chưa đến 200 mét thì tốc độ tăng vọt, đạt tới khả năng cực hạn. Với tốc độ cực hạn này, thân thể Tô Minh trông như tạm dừng, nhưng thực lại chỉ là tàn ảnh. Giây phút Tô Minh tăng tốc độ, cách hơn 100 mét, người đàn ông vu tộc đội mặt nạ vốn lạnh lùng nhìn Tô Minh đến, con người dưới mặt nạ bỗng co rút. Gã chẳng chút chần chờ lập tức lùi ra sau vài bước. Tốc độ của gã không nhanh, nhưng mỗi bước đạp xuống thì mặt đất như rung động. Cùng lúc đó, gã nâng lên tay phải hướng tới không khí trước mặt, năm ngón thành vuốt xẹt qua. Khi xẹt qua thì mặt nạ của người này tỏa ra ánh sáng âm u, thân thể gã làm trung tâm, bốn phía không khí lập tức vặn vẹo hình thành từng mảng gợn sóng nhanh chóng lan tràn, một chỗ bên cạnh thân thể người này, gợn sóng khuếch tán bỗng nhiên bật ngược. Giây phút Tô Minh vọt ra, người đàn ông đội mặt nạ cười nhạt, nhoáng người lên, thoáng chốc đùi phải theo thân thể chuyển động phát ra tiếng xé gió sắc nhọn, không ngờ gã mượn thế xoay người, chân như roi quét hướng Tô Minh tiếng ầm ầm vang vọng giữa hai người. Đây là lần đầu tiên Tô Minh dưới tốc độ cực hạn này bị người nhận ra, phát động phản kích, lực lượng cú đá của người đàn ông vu tộc, đầu tiên là đụng chạm với lôi cầu trước người Tô Minh. Tiếng nổ ầm ỉ, đụng vào kiếm nhỏ xanh của Tô Minh, giây phút chân gã đụng vào kiếm nhỏ thì mắt Tô Minh hoa lên, mơ hồ hắn thấy cái chân người đàn ông vu tộc vung tới xuất hiện trước mắt hắn, đó là cái đuôi một mảnh thú xé gió lao đến không thể nói rõ đây là đuôi thuộc về mảnh thú gì dù biết rõ đây là ảo ảnh là một loại thần thông biến thành nhưng mặt trên truyền đến lực lượng khổng lồ lập tức đánh trúng kiếm nhỏ xanh thì khựng lại đập vào người tô minh tô minh chỉ cảm thấy như bị ngọn núi lớn ở giữa không trung đánh vào người hắn học ra búng máu thân thể bắn ngược ra gần trăm mét mới đáp xuống đất lại lùi vài bước mới đứng vững khóe miệng tràn máu tươi người đàn ông vô tộc lạnh lùng nhìn tô minh tiến lên một bước sát khí cường đại phát ra từ người gã. Sát khí kia dưới ánh hoàng hôn như hóa thành thực chất, hình thành vùng âm u bao phủ bốn phía, ở ngoài thân thể người đàn ông vu tộc như mơ hồ xuất hiện vô số oan hồn thét gào, những oan hồn có hơn phân nửa là người mang tộc. Họ đa số là thân thể rách nát, đang thê lương kêu gào. Thậm chí ở bên trong Tô Minh còn nhìn thấy sang vu mang tộc đội mặt nạ. Tô Minh hiểu về vu tộc tuy không nói nhiều nhưng cũng không tính ít ỏi. Mấy lần tiếp xúc, đặc biệt là loại linh môi, hắn đã thấy rất nhiều. Bây giờ hắn liếc mắt liền nhận ra, quan hồn lượng lờ ngoài thân thể người đàn ông vu tộc tuyệt đối không phải linh môi ngưng tụ ra. Những quan hồn này là bị sát khí của người đàn ông vĩnh viễn trói buộc quanh người gã, không thể rời đi, chỉ có thể kêu gào trong năm tháng vô tận, mãi đến khi người đàn ông chết mới có thể rời đi. Chiến vu Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, thân thể cảm giác từng đợt đau đớn. Mới nảy cú đá của người đàn ông vu tộc khiến Tô Minh cảm nhận được sức mạnh thân thể từ đối phương. Loại lực lượng này, loại sát khí này, loại phương pháp khốn oán không phải linh môi. Trong vu tộc chỉ có người tu hành cảnh giới chiến vu, sau khi đạt tới trình độ nhất định mới có thể làm được. Người đàn ông vu tộc nhất chân, chỉ dùng bốn bước đã tới trước mặt Tô Minh. Gã đội mặt nạ, chỉ có thể thấy đôi mắt lạnh lùng, không trông thấy biểu tình. Khoảnh khắc tới gần, người đàn ông vu tộc nâng lên nắm đấm, dùng cách trực tiếp nhất đánh hướng Tô Minh. Đây không phải lần đầu tiên Tô Minh đụng độ chiến vu. Trên chiến trường, chiến vu vu tộc là nhiều nhất, Tô Minh cũng giết không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp cường giả chiến vu, trong cảnh giới số lượng nhiều nhất vu tộc, chiến vu nhìn thì bình thường lại khiến Tô Minh cảm giác áp lực to lớn. Đặc biệt là nắm đấm này mơ hồ khiến Tô Minh như thấy người đàn ông vu tộc trước mắt hóa thành mảnh thú to lớn. Mảnh thú toàn thân đụng hướng mình. Tô Minh không lùi lại, hắn vừa định ra nguyên tắc thuộc về mình, phải đem nguyên tắc rèn luyện thành ý chí. Nếu không thể chiến thắng người đàn ông, vậy hắn đừng mơ rèn luyện ý chí, sợ là ngay cả sống sót cũng khó thể thực hiện trên chiến trường này. Giây phút nắm đấm của người đàn ông vu tộc đội mặt nạ đánh tới, thần tướng giáp trên người Tô Minh lập tức biến ảo ra. Nhưng lúc thần tướng giáp xuất hiện lại lập tức bị áp lực cường đại đến từ thân thể người đàn ông vu tộc đánh tan rã dường như trước áp lực này nó khó thể tồn tại. Ở trước mặt ta, khí huyết trong người ngươi ngay cả thần tướng giáp mang tộc các ngươi đều không dám ngưng tụ ra. Ngươi còn làm thần tướng cái gì? Đây là người đàn ông vu tộc lần đầu tiên mở miệng, giây phút thốt lời, nắm đấm của gã rơi vào trước mặt Tô Minh, cách không chấn động. Thân thể Tô Minh lần nữa lùi ra sau, nhưng mặc dù hắn lùi ra sau vẫn không phản kích. Nắm đấm của người đàn ông vu tộc cách không tán đi không trực tiếp đánh vào người Tô Minh là bởi vì đòn phản kích của hắn rơi từ đỉnh đầu người đàn ông vu tộc, hàm sơn chung đập xuống, chung rít gào lao thẳng đến người đàn ông vu tộc. Người đàn ông vu tộc bỗng nhiên ngẩng đầu, không ngờ chẳng hề trốn tránh, vọt lên lao thẳng đến hàm sơn chung, đánh ra một đấm, tiếng ầm ầm vang vọng. Không ngờ hàm sơn chung bị nắm đấm đánh bay nhưng không bị tổn hại. Còn về người đàn ông vu tộc thì thân thể bị phản lực đập xuống đất, mặt nạ trào ra máu tươi. Tô Minh lùi ra sau lập tức ngẩng đầu, vọt hướng người đàn ông vu tộc. Lôi cầu ở trước người rít gào, kiếm quan xé gió. Nhưng khi lôi cầu và kiếm quan tới gần người đàn ông vu tộc bị đập té xuống đất thì gã há miệng phát ra tiếng rống to, tiếng rống kinh thiên, ẩn chứa lực lượng kỳ lạ. Lực lượng như mảnh thú rống gầm, như là áp lực từ sự sống cấp bậc cao giống như người thường gặp phải mảnh hổ, khi nó rống to sẽ nhũng chân ra. Tựa như con nít gặp chó sói, nghe tiếng chó sủa sẽ cảm thấy sợ hãi, thanh âm, đặc biệt là thanh âm của mảnh thú, có nhiều lúc làm đến loại chấn nhiếp không thể khống chế được, tấn gầm của người đàn ông vô tộc chính là như thế, khiến Tô Minh chấn động tinh thần, thần thức tán loạn. Ánh sáng kiếm nhỏ chợt tối đi, thậm chí lôi cầu cũng nhanh chóng thu nhỏ. Đây là thuộc về chiến vu của vu tộc, dùng cách tu hành đặc biệt lộ ra vu thuật cường giả thuộc về chiến vu, chương 347, kẻ dũng mãnh. Ngay khi lôi cầu và kiếm nhỏ xanh của Tô Minh bị người đàn ông vu tộc phát ra tiếng gầm như mảnh thú ẩn chứa vu thuật đặc biệt của chiến vu cắt đứt thì, khí huyết người đàn ông vu tộc rốt cuộc bình ổn lại sau khi đối kháng với hàm sơn chung, bây giờ gã vọt tới trước đụng chạm với lôi cầu, lôi cầu vỡ tung. Va chạm với kiếm nhỏ xanh, kiếm nhỏ ảm đạm lập tức bị đụng bay người đàn ông vu tộc như hóa thành cuồng phong lao tới Tô Minh, giây phút tới gần, lần nữa nắm tay đấm ra một đấm, thân thể Tô Minh lập tức lùi ra sau, tốc độ chợt lóe, tránh đi nắm đấm đó. Hắn xuất hiện bên cạnh người đàn ông, nâng lên tay phải, ba ngón chỉ lên trời mạnh vạch xuống đất, trảm tam sát, đây là sau khi Tô Minh tới đất Nam thần chưa từng sử dụng qua thuật ô sơn. Lần đầu tiên hắn thi triển ra trên chiến trường, theo tu vi khác biệt, quy lực của trảm tam sát cũng khác đi bây giờ trời đất bởi vì trảm tam sát chém xuống, bên ngoài thân thể người đàn ông lượng lờ oan hồn bị sát khí trói buộc thê lương gào thét tan biến hơn phân nữa. Cùng lúc đó, thân thể người đàn ông chấn động, nhưng cứng rắn chống chọi, xoay người vung tay phải, tiếng hú sắc nhọn xé gió lao thẳng đến chỗ Tô Minh. Thân thể của Tô Minh lần nữa lùi ra sau, dùng tốc độ cực hạn tránh đi, xuất hiện ở hướng khác. Hắn cắn đầu lưỡi, hộc máu, máu tươi phun ra phút chốc đốt cháy, hóa thành biển lửa bao phủ người đàn ông. Giây phút biển lửa bao phủ gã thì bên trong, một nắm tay khổng lồ vươn ra đấm hướng ngực Tô Minh. Tô Minh lần nữa phát ra tốc độ cực hạn mới tránh đi được. Ta muốn xem coi ngươi có thể phát triển loại tốc độ này bao nhiêu lần. Người đàn ông vu tộc trong biển lửa cười nhạt, mạnh xoay tròn giấy lên cuồng phong, thổi tắt lửa bên ngoài người, từng bước một đi hướng Tô Minh. Người đàn ông vu tộc không có nhiều thần thông, nhưng thân thể thật là quá mạnh, khiến Tô Minh phải né tránh, nếu không, bị đánh trúng vào người thì khó thể chịu đựng nổi. Lúc hắn lùi về, hàm sơn chuông lần nữa ở giữa không trung mạnh đập hướng người đàn ông vu tộc. Đôi mắt người đàn ông vu tộc dưới mặt nạ lộ ra điên cuồng. Nhưng gã đã biết quy lực của hàm sơn chuông mà vẫn không trốn tránh. Trong lúc đi hướng Tô Minh thì hàm sơn chuông đập xuống người gã. Trong tiếng nổ, người đàn ông chỉ khựng lại rồi nâng lên bước chân, tiếp tục đi. Tô Minh biến sắc mặt, tăng lên tinh thần khống chế hàm sơn chuông. Nhưng ngay lúc đó, Người đàn ông vu tộc đột nhiên phát ra tiếng thú gầm tràn ngập lực lượng kỳ dị, trong tiếng trống này, tinh thần Tô Minh chấn động, không thể khống chế dao động, khiến thế rơi xuống của Hàm Sơn chung khựng lại. Người đàn ông vu tộc cất bước tới trước mặt Tô Minh, đánh ra một đấm, chết tiệt, Tô Minh không thể khống chế tinh thần, tiếng thú gầm quá quái dị, tựa như áp lực sự sống, giống như tiếng gầm giữa thiên địch, có thể khiến đối phương bị chấn động tinh thần, nắm đấm đánh tới. Tô Minh đang định phát động tốc độ tránh đi nhưng người đàn ông vu tộc bỗng tăng tốc, nắm đấm rơi xuống không phải vào người Tô Minh mà ở phía bên cạnh. Một đấm rơi xuống, hư không dấy lên thật nhiều sóng gợn lăn tăng, khiến tốc độ rút lui của Tô Minh chậm lại. Cùng lúc đó, người đàn ông vu tộc mượn cơ hội này nhanh chóng vọt tới. Giây phút gã tới gần Tô Minh, khi hắn còn chưa kịp né tránh, hắn thậm chí nghe thấy người đàn ông vu tộc nhe răng cười. Hắn thấy người đàn ông không dùng nắm tay hay đôi chân mà dùng đầu, khi tới gần Tô Minh thì cũng vào trán hắn, hoành, một tiếng, mắt Tô Minh hoa lên, cảm giác muốn ói dân trào, đầu óc ù vang, người bắn ngược ra sau. Khuôn mặt người đàn ông vu tộc đằng sau mặt nạ vương lưỡi liếm khóe môi, xông lên. Lần này mắt gã có sát khí, tay phải thành vuốt chộp hướng ngực Tô Minh, gã muốn đào ra trái tim của Tô Minh, trên trán Tô Minh chảy xuống máu tươi. Máu rơi vào mắt hắn, dường như thế giới biến thành màu đỏ. Hắn thấy không rõ người đàn ông vu tộc công kích nhưng có thể cảm nhận được luồng sát khí nhanh chóng đến. Vào lúc nguy hiểm, Tô Minh gầm một tiếng, lúc lùi ra sau thì hàm sơn chuông lập tức thu nhỏ lại lao thẳng tới chỗ hắn. Chớp mắt tới gần, dung nhập vào người. Giây phút cú vuốt của người đàn ông vu tộc đến thì hàm sơn chung mạnh phóng ra ngoài, trở thành màn bảo vệ. Hoành, một tiếng vang lên, có tiếng chuông ngân vang vọng, Tô Minh lão đảo lùi ra sau trong người truyền đến tiếng chuông mang đến tê dại, nhưng không đợi hắn lùi ra xa thì người đàn ông vu tộc lại đến nữa. một đấm lại một đấm không ngừng đánh, mang tộc chỉ hiểu né tránh và bị bảo vệ, người không xứng trở thành chiến sĩ ở trong chiến trường này. người đàn ông vu tộc lên tiếng, ánh mắt lộ khinh thường, liên tục đánh ra nắm đấm, dù không thể tổn thương ngoài da tô minh nhưng tiếng chuông vang vọng. thêm vào lúc trước đầu tô minh bị va chạm tạo thành hỗn độn, khiến khóe miệng hắn không ngừng chảy máu tươi người đàn ông vu tộc đánh vài đấm xong chợt khựng người, mạnh xoay tròn, một cước đá vào hàm sơn chuông. Một cước đá ra như có đuôi mảnh thú quật, đánh vào hàm sơn chung giấy lên tiếng chấn vang xa xôi hơn những gì trước đó. Trong tiếng chấn, Tô Minh ở trong hàm sơn chuông học búng máu, người bắn ngược, bay ra tới mấy trăm mét, bùng một tiếng ngã trên đất. Khi rơi xuống đất thì hàm sơn chuông rút vào trong người Tô Minh, khiến bây giờ hắn không còn gì phòng thủ, trừ vòng tay đen trên cổ tay hắn đại sư huynh đưa tặng nữ nô này, khi Tô Minh chiến đấu với người đàn ông vu tộc vẫn không xuất hiện. Một khi nữ nô xuất hiện, phối hợp với nhau, giết người đàn ông vu tộc không quá khó khăn. Nhưng giết chóc như vậy, dù Tô Minh có lấy đến mặt nạ cũng không thuộc về hắn, mặt nạ như thế coi như là hắn trở thành săn, vậy trừ phi vĩnh viễn nương dựa vào người ngoài, nếu không thì khi không còn nữ nô, chờ đợi Tô Minh vẫn là yếu ớt không bị rèn luyện đại sư huynh đưa tặng vòng tay này chỉ là vì lúc nguy hiểm bảo vệ mạng sống tô minh chứ không phải để hắn ỉ lại nó tô minh hiểu rất rõ điều này khóe miệng hắn chảy máu đôi mắt có chút tan rã kỳ thật vết thương của hắn không nghiêm trọng dù sao ở trong hàm sơn chung chỉ là tê dại mà thôi hắn chân chính trọng thương là tâm thần trong tiếng trống của đối phương tinh thần hắn run rẩy tô minh không thể khống chế hắn chưa từng nghĩ rằng thì ra mình yếu ớt như vậy là sợ sao mắt tô minh mơ hồ hắn không thấy được cách mấy trăm mét người đàn ông vô tộc từng bước một đi đến không nhìn thấy vòng tay đen trên cổ tay hóa thành tơ khói tùy thời bắn ra nhưng mình sợ là cái gì trên mặt tô minh có cay đắng trận chiến tranh này khiến hắn như hiểu ra rồi lại không hiểu đúng vậy mình sợ chết mình sợ chết không tìm thấy nhà sợ sau khi chết tất cả bí ẩn đều tan biến sợ sau khi chết không mở mắt ra được Tầm mắt Tô Minh càng lúc càng mơ hồ, ý thức bắt đầu tan rã. Tinh thần hắn bởi vì tiếng thú gầm kỳ dị, như bị áp chế, đây là điều hắn không muốn nhưng không thể khống chế, nên làm, sao đây? Tô Minh thì thào, trong hoảng hốt, tất cả thanh âm bên tai đều biến mất, hình ảnh trong mắt là bầu trời cuồn cuộn sương xanh, mơ hồ không còn thấy sương khói xanh, còn lại là buổi tối gió tuyết giao nhau, trong trại tử yên tĩnh một gian nhà toát ra ánh lửa, a công tay cầm một đống thẻ tre Hắn thì ngồi một bên, tay chống cằm, "Tổ tiên Ô Sơn bộ lạc chúng ta không phải thuận lợi hoàn toàn mà là qua rất nhiều đau khổ mới hợp thành Ô Sơn bộ lạc, không nói đến sau này Ô Sơn bộ lạc phân liệt, chỉ nói tổ tiên Ô Sơn, ngài ấy một đời rèn luyện, để lại rất nhiều truyền thuyết, bị hậu nhân khắc trên thẻ tre, con cháu cố gắng đời đời, những điều này ngươi phải ghi nhớ. Bây giờ ta hỏi ngươi, năm đó tổ tiên Ô Sơn một mình đi tới Ô Sơn, chiến đấu với ai, gặp linh thú núi này?" tổ tiên muốn xây dựng bộ lạc tại đây nhưng không được cho phép nên đã chiến đấu Cô minh chống cầm ngáp đắc ý nói nói tiếp đi a à công mỉm cười có gì để nói đâu thì là gặp một con thú to ở sườn núi chiến đấu dường như con thú đó rất lợi hại thở ra hơi thở có thể khiến người bất giác sợ hãi ở sườn núi một đường đến vực sâu tổ tiên đấu với con thú gian nan vô cùng cuối cùng chiến thắng ồ Ngươi từ trong truyền thuyết ấy thấy ra điều gì? A à Công cười nói, bước đến đường cùng kẻ gan dạ thắng, A à Công, điều này người đã nói qua mấy lần rồi, tôi biết rồi, biết rồi, được rồi, ta cho rằng ngươi biết đi. Có lẽ tương lai có một ngày ngươi sẽ hiểu được ý nghĩa câu nói này, cảm nhận nỗi lòng của tổ tiên vào lúc đó, nằm ngoài Thiên Lam thành, trên chiến trường vu tộc, Tô Minh hoảng hốt như đã trở lại đêm gió tuyết nhiều năm trước. Bên tai hắn quanh quẩn tình hình lúc đó, mấy chữ bước đến đường cùng kẻ gan dạ thắng. Khoảnh khắc, thân thể Tô Minh rung bần bật, đôi mắt tan rã bỗng sáng ngời, bước đến đường cùng, kẻ gan dạ thắng. Tô Minh thì thào, bên tai hắn vốn không thể nghe tiếng chém giết nơi chiến trường bỗng biến rõ ràng. Ngoài trăm mét, người đàn ông vu tộc đội mặt nạ đang bước nhanh lao đến. Cả người gã tỏa ra sát khí, hình thành áp lực khiến tất cả kẻ cản đường, dù là mang tộc hay vu tộc đều lùi sang bên tránh né vòng tay hóa thành tơ khói trên tay Tô Minh đang định bắn ra, lập tức bị tay trái hắn ấn chặt, ta, tự đến. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, đứng lên khỏi mặt đất, chương 348, mặt nạ săn. Tô Minh lại đứng dậy, tóc dài bay phất phơ, Thái Dương còn nhuộm máu theo gió tung bay có vài giọt bị thổi đi, bước đến đường cùng, kẻ gan dạ thắng. Tô Minh thì thào, mắt lóe tia sáng lấp lánh nhìn người đàn ông vu tộc từ ngoài trăm mét bước nhanh tiến đến. Tô Minh hít sâu không khí trên chiến trường, toàn thân như có sự lột xác khó miêu tả. Hắn mạnh lao tới trước, thẳng đến người đàn ông vu tộc, mang theo sát khí ngập trời và khí thế quyết không lùi, xé gió tới gần, khuôn mặt dưới mặt nạ của người đàn ông vu tộc lộ nụ cười nhạt, trong ánh mắt lạnh lùng chất chứa khinh thường. Gã khinh thường mang tộc này, đối phương chỉ biết né tránh, chỉ biết bảo vệ bản thân, người như vậy theo gã thấy thì không xứng gọi là chiến sĩ. Dù bây giờ Tô Minh lao đến cho gã cảm giác hơi khác đi, nhưng gã vẫn giữ sự khinh thường đó. Khoảng cách giữa hai người không ngừng bị kéo gần, chớp mắt đã chưa tới 30 mét. Trên đường đi qua đâu, hai bên vua mang chiến đấu đều tránh đi. Đây là một góc chiến trường phạm vi lớn, nhưng tại góc này xảy ra trận chém giết của Tô Minh và người đàn ông vu tộc đội mặt nạ là ở trên chiến trường, trận đấu quy cách cao trong số vu tộc và mang tộc. Đây là trận chiến săn, nếu người đàn ông vu tộc chiến thắng thì trong đợt săn bắt mang tộc sẽ thêm một người. Nếu Tô Minh thắng thì hắn sẽ chấm dứt săn của người đàn ông vu tộc này, do đó trở thành săn của mang tộc. Trận chém giết như vậy ở bốn phía khiến hai tộc vu mang trong phạm vi nhỏ chú ý, càng khiến một ít săn giả vu mang hai tộc ở phía xa dòm qua. Mặc dù Tô Minh thắng hay người đàn ông vu tộc thắng đều không đem đến tác dụng gì cho trận chiến này, nhưng đối với Tô Minh, đây là cuộc chiến của hắn. Hắn phải tại đây chiến thắng nỗi sợ của mình, chiến thắng tinh thần, từ đây để mình tiến hành đợt lột xác huy hoàng rèn luyện ra ý chí có thể trở thành cường giả, trận đấu này mình nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Trong mắt Tô Minh lộ ra kiên quyết, không phải hắn không biết lượng sức mình, kỳ thực sức chiến đấu giữa hắn và người đàn ông vô tộc không cách biệt mấy. Nếu không phải tiếng trống vô thuật kỳ dị của người đàn ông, Tô Minh sẽ không chật vật đến thế này, bây giờ hắn đã tìm ra cách đối kháng với thanh âm kỳ lạ đó rồi. Cách này chính là kẻ gan dạ thắng, giết. Tô Minh rống to, nhảy người lên, bay vọt khỏi mặt đất, lao thẳng đến người đàn ông vu tộc. Hai người ở giữa không trung như mũi tên lao đi đụng vào nhau. Hoành, một tiếng vang lớn, thân thể Tô Minh run rẩy, lão đảo lùi vài bước, khóe miệng tràn máu tươi. Nhưng hắn không chút do dự lại lao ra, cùng người đàn ông vu tộc lần nữa đụng độ. Hoành 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 hoành, hai người trong vài giây ngắn ngủi đã oanh kích nhau hơn 10 lần. Người đàn ông vu tộc không còn vẻ kinh thường mà biến thành trầm trọng gã đã nhìn ra Tô Minh khác biệt, bây giờ Tô Minh không giống như trước nữa, hắn không còn né tránh, không còn dùng thần thông, không còn chống cự và bảo vệ bản thân, bây giờ Tô Minh, ở trên người hắn có sự quả cảm khiến người đàn ông vu tộc kinh sợ. Loại cảm giác này giống như gã đối diện không phải thân hình có máu thịt mà là ngọn núi lớn, một ngọn núi sừng sững trên mặt đất, đời đời kiếp kiếp không sụp xuống, không bị hủy diệt, đó không phải là nói khi Tô Minh đứng lên thì tu vi và sức mạnh biến cường đại mà bởi vì ánh mắt, hành động, bước chân, biểu tình của hắn trong giờ phút này, tất cả trở thành khí thế. Khí thế này đến thành ý chí vô hình của Tô Minh, dường như có lực lượng chống đỡ hắn, không cho hắn lựa chọn lùi ra sau nữa, khiến hắn thà rằng đấu đến chết cũng tuyệt sẽ không lùi nửa bước. Ý chí này chính là khí thế, có thể bị người phát hiện ra, đặc biệt là người đàn ông vu tộc đấu với hắn càng cảm nhận rõ ràng, càng gì gọi là dũng cảm, Tô Minh, trả lời ta. Tô Minh đánh một đấm, ánh mắt có quyết đoán và cứng cỏi, ký ức nhớ tới đoạn ngắn tại Ô Sơn, dũng cảm chính là khi gặp giả thú thì không sợ, khi ấy Tô Minh vẫn là một lạp tô nhỏ xíu, hắn dùng thanh âm non nớt đáp như thế đó, đó là một loại dũng cảm, nhưng A Công nói cho ngươi biết, dũng cảm chân chính là khi ngươi đối mặt một cường giả, khi ngươi không thể lùi được nữa, ngươi sẽ lao ra, liều mạng chiến đấu. Cùng lúc đó, khi ngươi đối diện 10 cường giả thì vẫn làm vậy. Ngươi đối mặt một trăm, thậm chí là nhiều cường giả hơn vẫn sẽ làm như vậy. Hãy tưởng tượng đi, tô minh, nếu có một ngày A Công già đi, không thể động đậy, ngươi phải bảo vệ ta, ngươi đứng trước mặt ta, nhưng trước mắt ngươi là cường địch đếm hoài không hết. Nhắm mắt lại, tưởng tượng loại cảm giác này, nếu như ngươi lựa chọn ở lại, vậy ngươi sẽ biết cái gọi là dũng cảm. Đây là dũng cảm mà ta cho rằng, tôi sẽ chết sao, ở lại thì có lẽ, hoặc có lẽ không nhưng nếu rời đi tương tự cũng có lẽ có hoặc không vậy tôi chọn ở lại dũng cảm là một loại khí thế không phải xúc động lỗ mãn mà giống như ngọn núi khiến tinh thần kẻ địch bởi vì sự cứng cỏi của ngươi mà tan rã khí thế dũng cảm càng là thủ đoạn khắc chế địch cũng là phẩm chất cần có để ngươi đi trong thế gian trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất cô minh nhớ kỹ lời a công đã nói với ngươi có lẽ sẽ có một ngày ngươi thật sự hiểu được nắm đấm của tô minh va chạm với tay phải của người đàn ông vu tộc đau nhức lan tràn thậm chí xương cốt như sắp vỡ vụn nhưng trên mặt tô minh không nhìn ra vẻ gì muốn lùi lại lại vọt ra cùng người đàn ông vu tộc cũng không lùi bước lần nữa chiến đấu người đàn ông vu tộc càng đấu càng sợ theo lúc trước gã phán đoán trong trận chém giết thế này gã đã làm đến cực độ đối phương thì chắc là giống như rất nhiều người gã đã gặp đầu tiên tinh thần tan vỡ sau đó lan tràn tới thân thể bị gã điên cuồng công kích, thể xác và tinh thần đều có ý định rút lui. Một khi như thế thì trận chiến này gã thắng chắc rồi, đây là vì rèn luyện chiến vu cường đại, liều chết không sờn. Chiến thắng nỗi sợ trong lòng, đè bẹp ý chí của kẻ địch, hủy diệt tinh thần người ngăn cản, khiến kẻ địch của chiến vu trong tan vỡ tinh thần đi hướng tử vong, dũng cảm, không phải xúc động. Tô Minh thì thào, người hắn lao lên, mạnh chuyển vòng, học theo động tác của người đàn ông vu tộc, quét chân đá tới người đàn ông. Người đàn ông vu tộc cũng nhoáng người lên, một cước đá tới, tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Trận chiến đấu khốc liệt này hấp dẫn vùng xung quanh góc nhỏ nhoi trên chiến trường khiến tất cả mọi người chú ý, dù là vu tộc hay mang tộc, họ đều thấy Tô Minh và người đàn ông vu tộc đội mặt nạ cùng phun ra máu, chỉ là một người máu biến thành xương trước mặt, người kia thì máu dọc theo mặt nạ rơi xuống, thân thể Tô Minh bởi vì lực chấn mà lão đảo rơi xuống đất, người run rẩy. Lần đầu tiên, người đàn ông vu tộc lùi ra sau mấy bước, ánh mắt nhìn Tô Minh lộ ra rung động. Tô Minh thì vẫn là Tô Minh đó, Tu Vi vẫn như vậy, lực lượng vẫn như thế. Tất cả chỉ có một điều khác là bây giờ hắn có khí thế cứng cỏi, hắn phải thắng, hắn nhất định phải thắng, không cần ngôn ngữ nói ra, từ ánh mắt kiên quyết của Tô Minh, từ khí thế hắn tỏa ra, từ bây giờ hắn lại vọt lên, bất cứ ai nhìn hắn đều cảm nhận rõ ràng chiến ý và quyết tâm tất thắng của hắn người đàn ông vu tộc nghiến răng, mắt đỏ rực, gầm lên mạnh vọt ra. Giây phút tới gần Tô Minh, đôi mắt đỏ rực bỗng lóe lên, phát ra một tiếng gầm. Tiếng gầm này chính là thứ khiến Tô Minh mấy lần tinh thần xuất hiện rung động, không thể khống chế nảy ra nỗi sợ hãi, tiếng trống kỳ lạ của vu tộc, giây phút tiếng trống truyền ra, tâm thần Tô Minh dao động. Nhưng lần này, trong lòng hắn không thể khống chế xuất hiện từng đợt sóng cực kỳ sợ hãi, cùng lúc đó, thân thể hắn không hề lùi lại hắn nâng lên nắm đấm, không chút do dự, toàn thân như mũi tên xuyên thấu qua nỗi sợ. Khi người đàn ông vu tộc phát ra tiếng trống thì một bước tiến lên, dùng hành động tiến hành một lần phản kích mạnh mẽ. Đó là nắm đấm của Tô Minh, một đấm, một đấm, hắn không biết đã đánh ra bao nhiêu đấm, tiếng hoành hoành vang vọng. Người đàn ông vu tộc lần đầu tiên bị Tô Minh đánh lùi, lùi một bước, liên tục lùi, không ngừng lùi ra sau. Ý chí, sự tự tin, sự kiên định đến từ chiến phu của gã dần yếu ớt dần tan rã tô minh ở trong mắt gã biến thành một ngọn núi chân chính một ngọn núi cao không thể vượt qua không thể hủy diệt khi ngươi chiến thắng sợ hãi khi ngươi nếm được dũng cảm thì có cảm giác gì hy vọng đến lúc đó a công còn có thể ở bên ngươi nghe cảm nhận của ngươi trước mắt tô minh như xuất hiện nụ cười hiền từ của a công hắn nên đón tiếng trống kỳ lạ đánh ra một đấm lại một đấm tô minh đã tìm đến loại cảm giác mà a công nói loại cảm giác cảm giác chiến thắng chính mình tô minh nhắm mắt lại đôi tay duỗi ra không truy kích người đàn ông vô tộc nữa mà là thần thức mạnh lan tỏa kiếm nhỏ xanh xé gió lao ra lôi cầu ngưng tụ rất nhiều tràn ngập bốn phía hàm sơn chung biến ảo lao tới người đàn ông vô tộc giây phút tất cả thần thông xuất hiện cùng rơi vào người đàn ông vô tộc dưới mặt nạ trào ra nhiều máu đôi mắt tan rã lộ ra khó thể tin Tô Minh nhoáng người lên cũng xông ra ngoài. Tiếng nổ ầm ầm vang tận trời, chấn động mặt đất xung quanh rung rinh. Một lát sau khiến cốc phạm vi nhỏ trên chiến trường, tất cả người chiến đấu đều khựng lại, một hình ảnh xuất hiện trong mắt họ. Trong hình ảnh, Tô Minh nâng tay lên, trong tay hắn là một cái đầu đẫm máu. Tô Minh chậm rãi lấy xuống mặt nạ của cái đầu, màu trắng, có khe hở chữ thập, mặt nạ săn, chương 349, săn giả Tô Minh. Chỗ Tô Minh và người đàn ông vu tộc đội mặt nạ chiến đấu chỉ là một đoạn ngắn bé nhỏ không đáng kể trong trận đại chiến này. Trừ gần đó có người chú ý ra, phương xa chút không ai để ý cả. Nhưng dù là vậy, khoảnh khắc Tô Minh từ cái đầu người đàn ông đội mặt nạ lấy xuống mặt nạ, trong phạm vi nhỏ hấp dẫn mọi người chú ý, tử xa nhìn thấy, diên bác nhìn thấy, tiểu đội lúc trước Tô Minh ở, những người còn sống cũng nhìn thấy. Còn có mang tộc bốn phía đều thấy, cùng lúc đó, khi cái đầu săn giả vu tộc bị Tô Minh túng lên thì vu nhân xung quanh cũng nhìn thấy, săn vu. Tô Minh đứng đó, nâng đầu người đàn ông vu tộc, hướng tới mang tộc xung quanh, gầm lên, giây phút thanh âm truyền ra, mang tộc nơi đây ai cũng trống theo. Biểu tình có hưng phấn, ánh mắt nhìn Tô Minh tràn ngập sùng kính, chỗ này người mang tộc không có nhiều, chỉ chừng vài trăm người, nhưng mấy trăm mang tộc bây giờ cùng rống to lặp lại lời Tô Minh, sang vu. Tiếng chém giết của mấy trăm người có lẽ ở trên chiến trường không khiến bao nhiêu người chú ý, dù sao thanh âm tương tự quanh quẩn bốn phía, rất dễ bị người lấn ác. Nhưng bây giờ, mấy trăm người cùng phát ra thanh âm, vậy thì dù là cả chiến trường cũng sẽ lăn tăng gợn sóng, chỗ mấy trăm người đứng là phía nam chiến trường vu mang. Nếu là từ trên trời nhìn xuống, chiến trường khổng lồ này nhìn thoáng qua rất hỗn loạn, nhưng nếu xem kỹ thì thấy ra có chỗ khác nhau. Chiến trường chia làm bốn phần đông nam tây bắc, bốn phần như bốn chiến khu lớn. Chúng không có phân cách quá rõ ràng, nhưng theo đám người dân lên thì vẫn có thể thấy ra, chiến khu nam bộ, vượt qua mấy vạn người chém giết, tử vong từng giây từng phút diễn ra. Tại phía cuối đám mang tộc, có một nơi khá yên tĩnh đứng chính mang tộc đeo mặt nạ đen. Bị bọn họ bảo hộ bên trong là một người đàn ông trung niên mặt trắng bệch, người đàn ông mặc áo dài, tóc xỏa tung, ánh mắt sáng ngời sâu thẳm, gã đứng đó, nhìn chiến trường chiến khu Nam Bộ, lặng im không nói. Quanh gã, chính sang giả mang tộc ngăn cản tất cả vu tộc đến gần, khiến người đàn ông trung niên có thể tĩnh tâm cảm nhận biến hóa trong toàn chiến khu Nam Bộ, gã đứng tại đây đã lâu rồi. Dường như khi trận chiến tranh bắt đầu thì gã đã đứng đây, quan sát mang tộc, quan sát vu tộc, dường như đang nhanh chóng học tập và lĩnh ngộ nghệ thuật thuộc về chiến tranh. Mang tộc đã rất lâu rồi không phát động chiến tranh như vậy. Chiến đấu 10 năm một lần, quy mô kém xa hiện tại chỉ là trò đùa mà thôi dù là lần trăm năm trước còn có hai trăm năm trước cũng rất ít xuất hiện chiến tranh như vậy nhưng hôm nay ngắn mũi vài tháng đã xuất hiện lần thứ ba người đàn ông trung niên vẽ mặt bình tĩnh nhìn các tộc nhân chém giết nhìn vu tộc dữ tợn thầm than không có sắp xếp tỉ mỉ không có trận hình phụ trợ không có thống soái chỉ huy đây là một trận hỗn chiến duy nhất có là các đội tự động tác chiến chẳng những tộc nhân đang chém giết học tập cách sinh tồn như thế nào trên chiến trường, như ta đây cũng phải học, dùng từng trận chiến khiến mình nhanh chóng nắm giữ, làm cách nào khống chế đại chiến. Chắc hẳn bên vu tộc cũng giống vậy. Người đàn ông trung niên nhìn hướng vu tộc, nhưng giây phút cả liếc mắt qua, lập tức trong tầm mắt, vị trí giáp tranh chiến khu Nam Bộ, có mấy người cùng gầm lên, ở trên chiến trường tràn ngập tiếng chém giết này, trền rỉ vang xa, sang vu, sang vu, sang vu theo thanh âm truyền đến dần khuếch tán khiến càng nhiều người mang tộc nghe thấy đang chiến đấu liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên mắt chợt lóe nhìn chăm chú hướng đó đi xem coi bên ấy xảy ra chuyện gì gã chậm rãi nói một săn giả mang tộc đứng bên cạnh biểu tình lạnh lùng tiến lên một bước chớp mắt đã xông vào đám người trên chiến trường lao thẳng đến nơi phát ra thanh âm của mấy trăm người tô minh đứng đó bên tai vang giọng mang tộc xung quanh hóa thành sóng âm gầm theo lời nói của hắn Tô Minh nhoáng người lên, xuất hiện bên cạnh Tử Sa và Diên Bác, Tử Sa vẻ mặt sùng kính, biểu tình cực kỳ kích động. Diên Bác ở một bên cũng như vậy, ánh mắt nhìn Tô Minh là sự tôn kính phát ra từ tận đáy lòng, Sang giả đại nhân, có người ở, chúng ta có thể triệu tập nhiều tộc nhân hơn. Tập trung một chỗ, lực lượng của chúng ta sẽ càng lớn mạnh. Diên Bác kích động nói, khi nhận được cái gật đầu từ hắn, Diên Bác tiến lên mấy bước, đứng sau lưng Tô Minh cao giọng nói với người chém giết bốn phía, các tộc hữu, người nhiều thì lực lượng càng lớn. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Các ngươi đã nhìn thấy hành động của Tô Minh Đại Nhân, giết chết săn giả của vu tộc, hắn chính là săn của mang tộc chúng ta. Chúng ta ngưng tụ cùng một chỗ, như năm ngón tay thành nắm đấm, mạnh mẽ chém giết vu tộc, theo giọng viên bác quanh quẩn, Tô Minh bước ra, hóa thành cuồng phong lao đến vu nhân, giết chóc không ngừng, mưa máu bắn khắp nơi chậm rãi, trong phạm vi nhỏ, hệ mang tộc bên người không có kẻ địch đều nhanh chóng đi hướng Tô Minh. Chốc lát sau, phía sau lưng Tô Minh đã đi theo gần 200 người mang tộc, nhóm người này ở trên chiến trường hỗn loạn rất bắt mắt. Tô Minh không giỏi chỉ huy, đây không phải điều hắn muốn rèn luyện. Nhưng người với người khác nhau. Diên bác cực kỳ ham thích điều này, thậm chí tử xa cũng có chút thiên phú, có hai người tổ chức, đội ngũ gần 200 mang tộc như trường thương quét ngang, tại chiến khu Nam Bộ liều chết không sờn, Tô Minh đi ở phía trước nhất. Ý chí và khí thế của Tô Minh ảnh hưởng tất cả người theo sau lưng hắn. Khiến tiểu đội này đi qua đâu là trở thành bảo tố nhanh nhất giết chết vu tộc, trên chiến trường tán loạn này không có ai tuyệt đối an toàn. Mọi người sẽ bản năng chọn tới gần phe mình có quần thể nhiều hơn. Loại hành vi bản năng này khiến tiểu đội của Tô Minh không ngừng giết chóc và di động, lục tục có thêm người mang tộc tham gia. Lý do thành như vậy có liên quan rất lớn đến Diên Bác đôi khi truyền ra tiếng trống. Trong tiếng trống không ngừng nói cho người khác Tô Minh chiến thắng săn của Vu tộc, trở thành săn mang tộc. Lại thêm Tô Minh ở phía trước chém giết, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên định, tất cả điều đó cộng thêm mặt nạ trắng treo bên hông, đều chứng minh tất cả điều Diên Bác nói là thật, mặt nạ này là Diên Bác và Tử Sa đề nghị, khiến Tô Minh lộ nó ra ngoài. Điều này đối với mang tộc chém giết đến nay đã mệt mỏi có lẽ là cờ xí tập kết. Bọn họ có số người ngày càng nhiều. Khi trời dần tối, khi trong sương khói trên trời tiếng nổ càng thêm kịch liệt, mang tộc đằng sau lưng Tô Minh đã tới 400 người. Những người đó có chiến sĩ Thiên Lam Thành, có đệ tử Hải Đông Tông, có đồng môn Thiên Hàng Tông, còn có bộ lạc lớn nhỏ đất Nam thần tiến đến tham gia. Họ đến từ mỗi chỗ, có lẽ trước hôm nay còn không quen biết nhau, nhưng giờ phút này, trong chém giết, bị máu thịt tạo thành một loại tình nghĩa trên chiến trường, là cùng nhau rống to, cùng nhau đổ máu, cùng nhau giết người, tình nghĩa, đối với cả chiến trường thì chiến khu Nam Bộ chỉ là một phần. Đối với chiến khu Nam Bộ, mấy trăm người Tô Minh chỉ là một phần, một phần rất nhỏ, nhưng bây giờ phần rất nhỏ này bùng phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Họ chém giết, dựa theo Duyên Bác và Tử Sa khống chế, tiến hành hoán đổi quen thuộc. Vậy thì mỗi người đều có lúc nghỉ ngơi, mỗi người đều có lúc an toàn bằng cách này khiến sức chiến đấu của tiểu đội đạt đến mạnh nhất mỗi người đều rất yên tâm phía sau mình bởi vì sau lưng họ có chiến hữu của mình từ ngữ chiến hữu là ở trên chiến trường vượt qua cả tộc hữu trừ những điều đó ra khiến ánh mắt những người đó dần kiên định dếp chốc dần sắc bén và không sợ là vì đối với họ có một sự tồn tại quan trọng hơn đó là vĩnh viễn ở trước nhất chưa từng nghỉ ngơi săn giả tô minh tô minh luôn ở đó ở phía trước nhất, như mũi nhọn của đội ngũ, vẫn đang chém giết. Mỗi khi hắn bước ra một bước, đại biểu tiểu đội sau lưng hắn cũng bước ra một bước, hắn không hiểu chỉ huy, không nói nhiều lời, nhưng hắn tồn tại là hồn của tiểu đội 400 người. Bởi vì hắn mang cho người khác là ý chí, ý chí chưa từng có, ý chí không sợ sống chết, ý chí này thậm chí còn quan trọng hơn viên bác chỉ huy, nó là động lực chống đỡ mấy trăm người đi tới. Chỉ cần thấy Tô Minh còn ở phía trước nhất, mỗi mang tộc trong đội ngũ trải qua chiến dịch về sau còn sống sót đều không chút chần chờ đi theo. Đây chính là chiến trường, một nơi không cần suy nghĩ cá nhân, không cần giữa binh tốt bày mưu tính kế, không cần quá nhiều đắn đo, thậm chí không cần suy tư. Tại đây, điều duy nhất cần chính là ý chí như vậy. Nếu có loại ý chí này, theo ánh mắt người khác thì tự ngọn lửa trong bóng đêm, có thể chiếu rọi bốn phía, hấp dẫn người theo cùng. Trong khi tiểu đội của Tô Minh liên tục chém giết, chiến khu Nam Bộ, nơi khá là yên tĩnh, người đàn ông trung niên luôn nhìn chầm chầm Tô Minh, đôi mắt sáng ngời, sau lưng gã, bây giờ có một săn giả mang tộc đội mặt nạ đen đang trầm giọng nói, hắn tên là Tô Minh, mới rồi giết một săn giả vô tộc, trở thành săn của mang tộc ta. Nhân số của họ ước chừng 400, nếu hắn không chết thì nhân số tiểu đội sẽ còn tăng, ý chí, ý chí, ta hiểu rồi. Ánh mắt người đàn ông trung niên ngày càng sáng gã bởi vì vấn đề phía tô minh mà nghĩ ra một cách tác chiến cho mang tộc